Well, well, well. Đây là tập 8 của campaign Thám Tử Nước Sâu. Cảm ơn các hội viên YouTube và Patreon đã ủng hộ Thiện để tiếp tục tạo dựng những nội dung này. Các bạn đã theo dõi campaign Thám Tử Nước Sâu trên YouTube có thể tham gia Discord Funky Dungeon Master để tiếp tục theo dõi campaign này trực tuyến vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Đồng thời, chơi các game nhập vai tabletop cùng bọn mình. Thiện cũng mới mở một hotline hướng dẫn Dungeon Master và Game Master khi bắt đầu một campaign cũng như trong quá trình dẫn campaign đấy. Vào Funky Dungeon Master và nhắn tin riêng với Thiện để biết thêm chi tiết. Mọi người đều sẵn sàng để bắt đầu rồi đúng không? Yep. Yeah. Thì chúng ta sẽ đến với buổi chơi thứ 8, session 8 của Thám Tử Nước Sâu. Trong buổi chơi này, Thiện là người dẫn chuyện, có sai chơi nhân vật như ok. Yeah. Em sẽ nói gì là làm cái này đó anh. Ủa mình đã bỏ cái này mà anh. Chắc là đi kiếm lại bài. Em có cái sự cảm giác quá sợ hãi. Làm câu đi em. Em sẽ cố gắng bảo vệ mọi người đứng chết nhé, yeah. 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 Chúng ta có được chơi nhân vật mạng. Cái dạo của tao đâu rồi nhé. Con nào cầm đưa đây nhanh lên. Chúng ta có Linh chơi nhân vật Fay. Yuki, có chắc tôi sẽ không chết không? Chắc thế, hy vọng là như vậy. Ta có Nghi chơi nhân vật Minh. Chúc mừng ơi, hôm nay mình đi đâu thế? Ta có Nuni chơi nhân vật Văn. Hôm nay ở nhà mình ơi. Mình dạ. Đi đâu thế chú ơi? Lên núi hay đi lên rừng? Lên bao hay đi lên đồn? Cái đoạn đấy thì chúng ta cũng có thể nối tiếp sang đoạn recap buổi chơi trước. Tài liệu luôn thì tài liệu có đâu là một tài liệu à, cái gì nhỉ? Nhắc bài các thứ, mọi người cứ thoải mái. Hai recap một XP. Ôi đi kiếm lại tài liệu mà do Nghi recap và các bạn sai lầm rồi. Lúc nào cũng dài ba đoạn hết á. Ôi quá dài. Buổi chơi tuần trước chúng ta chỉ có thể tóm tắt lại là có một đám người từ Sanata tới theo dõi văn phòng của tụi mình và tụi nó xông vô đánh lộn và bị bà Mộng, lộn chị Mộng đập cho tơi vời, tan nát, không còn cái gì nữa. Chị Mộng và con im và sếp là MVP, tất cả mọi người khác đứng nhìn cho vui hoặc là cùng lắm là đấm được một cú như chú ăn xong rồi hết combat. Hết rồi ạ. À. Tóm tắt toàn bộ chẳng từ trước chỉ có bao nhiêu đó thôi. Quá nhiều. Tóm tắt 10 điểm, 1 XP. Nhanh gọn lẹ. Trong tài liệu thì là 6.000 chữ. Tóm tắt 6 từ. Thậm chí mình còn nhớ Mộng đấm 29 đam, nhiều hơn số máu của Yuki còn. em còn nhớ chị Mộng còn đấm crit cơ mà. Ừ, hai cuối luôn á. Hai con nó còn bao nhiêu máu tích á. Mộng đấm crit em không đó. Biết là cái việc mà thằng đó bị chặt mất cái gì đó thì có nên được đưa vào không, nhưng mà ừ, nó là đòn kích liễu anh. Bằng không báo cáo. No comment, absolutely no comment. Đứt làm đôi luôn. Không còn cái gì luôn. Vậy, cảm ơn Nghi đã recap buổi chơi hôm trước. Buổi chơi hôm trước thì ở phần cuối chúng ta còn có Văn và Mộng đi lên đồn cảnh sát để giao nộp mấy thằng Sanata cùng với mấy anh cảnh sát theo dõi mọi người bên ngoài nhà. Có Fay, Minh và Yuki thì đang hớn hở đi lên bar. Baradine. Baradine, đúng rồi. sau khi đã nhờ được hả, có gì ai ai nữa, cái thằng bị nhốt dưới hầm để dọn hầm, cái thằng mà ở dưới cửa không có nó lên đồn, thằng này lên đồn rồi, nó dọn xong rồi và bây giờ lên đồn được người làm công miễn phí. Đoạn đấy thì Thiện sẽ cho rằng cả hai nhóm đi trong buổi tối hôm đấy sẽ không có chuyện gì đáng quan ngại khác xảy ra, cũng không có thông tin gì liên quan đến plot chính. Sẽ cho là Văn và Mộng lên đồn thì lần này lại không gặp được điều tra viên Bảy, không gặp được anh Bảy, cũng không có hỏi được gì sớm. Và buổi hôm nay thì như đã có nói ở trong chat, hiện dự định buổi này sẽ là một vụ án nhỏ nhỏ bên lề, nó đúng tinh thần văn phòng Thám Tử Nước Sâu, để cho chúng ta tạm bước lùi lại một tí từ cái plot chính, tất cả mọi thứ mà vài session ở đây chúng ta đã đuổi theo rất nhiều. Trong vài ngày sau khi cái căn biệt thự Chosku của mọi người bị đánh phá bởi bọn Sanata thì cũng không có quá nhiều chuyện xảy ra. Văn cùng mọi người thì vẫn có một chút canh cánh về việc con mắt Golor ở trong người của Văn, nhưng mà có vẻ như là cũng không có sự kiện gì tai ương xảy ra nữa.
mọi người bắt đầu sau khi ăn hết chỗ cá đã trở lại với lịch trình làm việc bình thường của văn phòng thám tử. Nay mọi người đã nhận được Yuki đã nhận được thông tin từ InCM và Pekan là vài ngày gần đây có sự việc lạ xảy ra ở phía nghĩa trang, một vài cái mộ đã bị đào tung lên và những cái thi thể trong đấy biến mất. Trong đấy có mộ của Trung Quý Dũng. InCM sang rằng việc này là cực kỳ thất lễ đối với những người đã khuất và hy vọng mọi người có thể điều tra việc này một cách tường tận. Có thể đến chỗ những người bảo vệ của nghĩa trang để hỏi chuyện thông tin thêm. Những người bảo vệ đấy cũng có xì xào nói gì đấy nghe phong thanh là có những sự kiện lạ xảy ra ở nghĩa trang về đêm. Với như vậy, mọi người bắt đầu cảnh. Có mọi người muốn bắt đầu cảnh cho luôn là đến chỗ nghĩa trang rồi nhá, vào ban ngày để hỏi thăm, hay là mọi người còn muốn đi đâu làm gì nữa không trước đó? Vâng, sẽ đến thẳng nghĩa trang. Em cũng chọn đến thẳng nghĩa trang chứ bắt đầu đi thì lại là câu chuyện vô tri đó anh, nên mình vô tri từ lúc nghĩa trang. Lại vô tri. Lại có chuột xong lại có cả có quả nghĩa trang nhiều quả nên mình cứ vô nghĩa trang luôn đi anh. Ok, vậy thì buổi sáng hôm nay là một buổi sáng khá là đẹp trời. Một cái ánh nắng hơi dịu dịu từ trong tiết trời có vẻ là dần dần sang xuân của thành phố. Những cái là tia nắng thì luồn qua các cái kẽ lá của những cái cành cây tùm được trồng nơi nghĩa trang, nghiêm trang này. Mọi người đi theo những con đường lát đá rất là sạch đẹp và trang nghiêm để đi đến cái khu vực nghĩa trang gọi là City of the Dead của thành phố Waterdeep. Ở nơi nghĩa trang này thì cũng hay được dùng làm nơi để ăn uống picnic như một cái công viên vậy, nó làm rất là đẹp, rất là hiện đại. Mặt mà bỗng chứ để ăn xuống cái gì đó. Sao không biết giới trẻ ở đây sao lại ra đây ngồi ăn picnic cho nó đông hay sao nhỉ? Em nói rồi, em hay gặp bạn ngoài nghĩa trang lắm. Bạn cũng không biết chị. Nhiều khi ăn dỗ các cụ ấy thì phải ra đây để mời các cụ ăn cùng, xong ăn cùng các cụ luôn. À. Có gì đó nó không đúng lắm ta. Hình như trước đây vài năm để đây tới đâu vậy đâu nhỉ. Nó già rồi. Sao bây giờ là chân già? Và mọi người có thể dễ dàng tìm được cái văn phòng của người bảo vệ nghĩa trang ở gần chỗ cổng. Văn nó sẽ tiến lên và hỏi chào bác, thời gian gần đây con nghe nói có nhiều vụ trộm mộ, thì không biết những cái mộ bị trộm đang ở khu vực nào vậy? Trong văn phòng này thì có lác đác 2-3 người bảo vệ. Cũng là một người một cậu thanh niên trẻ và một cái bác già. Cậu thanh niên trẻ thốt lên là anh đến để tìm hiểu mấy cái vụ mà kỳ lạ ở nghĩa trang ấy ạ. Mà dạo ở đây cứ về đêm mà em đi hay lòng vòng đấy tuần em khóa cửa hay là đóng cửa ở nghĩa trang ấy là thấy cái nhiều sương mù á, xong rồi còn có mấy cái tiếng gì như là tiếng thì thầm gì đó. Ông bác già bên cạnh ngồi phễu đang nhâm nhi chén nước chè bảo ê mày cái thần họ nát thần tánh nha. Mấy cái việc là ở nghĩa trang ấy thì đương nhiên là sẽ có thể là có vong hay là có hồn gì đấy, có gì lạ đâu con, ở đây tầm vài chục năm rồi thấy cũng thích đủ mà. Thỉnh thoảng cái bọn vong bọn hồn ấy, nó chán nó lại lên nó lại ăn picnic như cái bọn ngoài kia kìa à. Nhậu xèo à, nhưng mà chú ơi cái mấy cái này sao thấy nó lạ lắm, kiểu như mấy cái sương mù nó không không như sương mù bình thường đâu, nó là thì tao bảo là đấy là mấy cái ba cái phong cái gì đấy mà tốt nhất là mấy cái tránh chỗ đấy ra. Cái bọn mà thỉnh thoảng ấy mà mấy nếu mà mấy cái linh hồn nào mới xuống ấy mà bọn nó còn có chuyện mà chưa giải quyết xong hay là bọn nó còn gì ăn trăng không phải là trăng số cái từ gì ấy nhỉ còn cái gì mà chưa muốn lìa trần gian còn cái gì mà tiếc nuối á dương vấn ấy làng vàng đó đây cô em hiểu chuyện đấy . Tại sao thằng này gọi ông là chú mà ông gọi ta là cô em nhỉ? Dạ, chị tự hiểu đi chị. Khen chị trẻ đó. Người ta đang khen chị á. Nhưng mà bình thường cho dù vong linh nó có lên nó cũng đâu có lấy xác đi đâu chú. Yeah, mấy cái xác thì cái đấy chắc
À, hôm trước tao vừa đọc cái chuyện ngắn trên báo hay lắm, cái vụ gì mà xác xong rồi sống dậy xong đi đánh quanh người cắn người khác ấy. Chị ơi, chị đọc trên chuyện chứ không phải trên báo rồi chị ơi. À, ừ, trên chuyện. Ui, nó đọc cắn người khác là chị nó cắn như nào? Ừ, nó cắn chuyện mày thành con giống nó luôn, nó cứ đi như thế này như này. Ê, trời ơi, nhớ mà Nghĩa Trang mình cũng có mấy con đây đấy sao? Mày là con đã làm gì mà cái thằng nó đắc lại đọc đọc cái chuyện đúng không? Không phải báo đúng không? Cái gì mà thế chiến Z của mày đúng rồi đấy, cái thằng thì mình là cái thời của mình, cái chuyện đấy chẳng nổi lắm mà ai chẳng biết. Đấy, sắc sống của cái sắc sống có khi sắc sống của ngày xưa nó không làm thế, nhưng mà sắc sống bây giờ nó làm vậy, nó giống như bọn trẻ con ngày xưa thì không ăn ở nghĩa địa ấy. Thời thế nó mình nghĩ cũng hợp lý mà, em tin chị. Ok. Em cũng, bỗng em thấy nó cũng hợp lý rồi. Cũng nhưng mà, mọi người nói thi, nhưng mà mấy cái vụ mà mộ bị lật lên xong mất xác thì người nhà người ta cũng ra hỏi ấm ấm chứ làm sao mà bỏ qua được. Ai giải ai, bọn này muốn đi tìm hiểu lại cái đen đi, nhưng mà tự nhiên mà gặp mấy cái hồn hay cái gì đấy thì nó ám cho hay gì đấy, đừng về đây hỏi bác tại sao thì nhỉ, tại sao mặt trời ở trên cao. Không sao đâu bác, tụi con đang làm việc tốt mà, mọi người nếu mà có đi theo thì chắc chỉ để giúp đỡ thôi chứ không có gì xấu đâu. Không rồi bác. Mà không thể bác lấy chén nước chè hút mà xoa. Bác có thể chỉ cho con cái khu mộ mà đang bị đào là một khu nào đúng không bác? Khu đây đây, thằng trẻ mày dẫn ra đi, tao đứng đây tao canh cổng á. Rồi vậy mọi người theo em ạ. Đấy ở phía đằng khu mộ ở phía tầm phía bắc ấy. Đấy khi mà đi qua tầm cái chỗ này đấy, cái thanh niên trẻ lính canh đấy dẫn mọi người đi tầm về phía bắc của cái công viên Nghĩa Trang này. Khi mà đến khu vực đấy, mọi người sẽ thấy rồi. Khi mà đi qua cái công viên Nghĩa Trang thì Thiện sẽ miêu tả qua những cái quang cảnh ở đây một tí. Nó được xây dựng một cách rất là đẹp đẽ. Có những cái kiểu như là một cái khuôn viên riêng thì thường là cho những cái kiểu nhà quý tộc, những cái người đã mất của nhà họ sẽ để hết vào một cái khuôn viên đấy. Có thể xây cao lên như một cái lăng mộ. Có những cái người mà tầm trung lưu thì cũng có thể là để những người đã khuất của mình vào những cái khu vực mà nó đẹp đẽ hơn. Còn những người mà nghèo thì sẽ có một cái lại có một cái khu vực riêng và nó rẻ hơn để mua đất. Mọi người sẽ thấy chỗ này là sẽ đi đến tầm cái khu vực là trung lưu. Những một vài cái mộ ở đây có vẻ là lác đác, ở đây một cái tầm vài trăm mét với kia một cái, tầm vài trăm mét chỗ khác một cái, có là những cái mộ đã bị đào lên rồi. Ở bên cạnh là những cái ụ đất mà nhìn ở bên trong đấy là không thấy gì cả. Cái quan tài thì bị mở ra, bên trong không có xác. Văn sẽ muốn tiến về mộ của Thiếu Úy Dũng để xem xét coi ở trên đó còn dấu vết gì không. Em sẽ đi ghi tên lại hết tất cả những cái mộ bị lấy. Em đi ngắm mộ đẹp không à? Em mày ở cái mộ này nó to hơn nhà mình này. Khiếp, bên dưới kia lật lên chắc phải có cái gì nó mới lật. Chị ơi, em biết là nó to hơn nhà mình nhưng mà có lẽ là đừng nói mấy vụ này được không? Nếu như mà nó giống như mộ trong Baldur's Gate thì chị ơi cẩn thận nha, coi chừng nó có cái pressure leak nào đó giảm vô phát nó nổ hết nguyên cái mộ. Chị ơi, đứng xa đó chị. Đứng xa lâu một tí đi. Xa thì nhìn em với mắt kiểu giống như là ủa, anh nhớ đâu có chuyện này đâu, có anh phải mở khóa những cái mộ đó xong phải đi xuống vậy đó, ở trong đó nó có loot nữa. Vì có loot thì mày xuống đúng không? So mấy cái mộ này, mấy cái mảnh tường vỡ ở nhà mình nó có to gấp to khoảng bằng nào nhỉ? Có cái mảnh tường của Yuki ấy. Cái mảnh tường bằng tay. Fay sẽ cũng đi gọi là ghi lại tên những cái mộ còn này và những mộ đã mất giống mình thôi. Ở đấy người ta chôn, người ta có chôn theo cái vàng bạc kho báu không? Em sẽ đi lung tung xung quanh xem cả mộ. Mình có bút thần ghi nhanh hơn. Ta chỉ chôn theo bảng chữ cái thôi. Chị ơi, nếu mà người ta chôn thì chị cũng làm ơn được lật lên cho chị. À không không, đấy là tao đoán thế. Kiểu nghĩa là người ta chôn có vàng mà kho báu, xong bọn nó đào lên nó lấy. Ý là tao ôi, chị ơi, không mạo phạm người chết nha. Chị có thể em sẽ đi theo chị Mộng. Em sẽ nhìn chị Mộng rất kỹ. Em biết em kiếm cái gì rồi. Em lại bỏ anh Dũng, em coi được cái con dao của chị Mộng trong đó không.
chị mong đang chôn chôn qua tờ deep cọt phòng nó ra rồi đấy. Ê, cái sao của ta nó còn không lấy vậy, người ta lấy được không? À, thôi được rồi, thôi sai là thế. Chị có nghĩ là chị lấy xong thì chị không bao giờ xài được nó lần hai không chị? Thôi thôi, nói chung là cái gì cho rồi không nên đòi lắm. Các chú xuống đấy chú cũng phải chặt thịt nữa, nhất là chị cho người đã khuất nữa chị. Chị lấy về tối chú dặn cổ chị. Thế đâu đêm chú phải chú đòi sao, chú bảo nhà em đi ăn lẩu nhưng chị lấy mất cái dao đấy. Ừ. Thằng Văn muốn xem thử coi là ở đó tụi đào mộ còn để lại dấu vết gì không, dấu chân hoặc là đào hoặc là cậy nắp. Rồi anh check bằng gì? Sen. Anh biết bằng. Chỉ lấy sen thôi. Thế cái này sẽ cái độ hiệu quả, độ rủi ro không có, rất là thấp. Em biết từ ngoài phốt em thấy sen và để ra. Wow. Hôm nay không thấy... hỏi là nó thằng Minh lúc cấp ai luôn. Minh lại lúc cấp ai vậy? Thôi ba đôi sáu đã một cái thành công rồi, còn muốn gì nữa? Muốn thì lan thêm một đôi sáu nữa đi coi có crit không. Không được. Ok, hôm nay lúc gặp Văn à, ngưỡng mộ Văn. Tối hôm qua mới ngủ chung với ổng xong rồi. Nice. Chung giường hết. Mày bớt, mày bỏ cái môn sở hết rồi, cái đầu mày đi. Bombastic. Văn sẽ thấy ở bên viền của cái quan tài có những vết cậy, những vết như kiểu là chọc cái đòn bẩy vào để cậy ra. Và nhưng mà ngoài ra thì những cái đất ở bên ngoài trông không có dấu chân gì cả. Em có biết là cái mộ của anh Dũng được đào trước nó bao lâu? Mới hôm qua là được đào mấy hôm? Của Dũng được đào mới hôm qua. Những cái mộ khác thì có cái hôm qua, có cái thì 2-3 hôm trước. Đất ở đây nó vẫn khô chứ nó chứ đến không mưa đúng không ạ? Đất khá khô, khó nhìn dấu chân. Văn cho quay sang đấy mọi người. Tụi này đi theo một nhóm có tổ chức sẵn này, chứ không phải là đi riêng lẻ đâu. Không còn dấu chân nữa. Nhớ đâu kiểu nó thả dây như nhện ở bên trên xuống sau nó bậy lên nó lại tụt lên. Chị ơi, con thả bằng cái khu này không có trần nhà. Không có trần nhà chứ ơi. Nhớ đâu nó biết bay kiểu như con im ý. Con im biết trần nhà đúng không? Thì về tao rồi. Chị, rồi sao đào chị? Bọn diễn ngay cảnh nhiệm vụ bất khả thi. Mà mọi người đừng ấy quá, tao còn bám lên tường thì chắc gì nó đã không bám được vào không khí gì. Em chép xong hết tên cho anh. Chép xong hết tên rồi em. Mấy cái tên này có liên quan gì với nhau? Ý là nếu như mà anh không có danh sách tên thì em hỏi chung. Chứ người tên này không liên quan gì đến nhau. Ít nhất nhìn bề mặt là như sao ta lại đã? Ta ít nhất là ta không biết thằng Dũng còn giàu đến lúc mà nó chôn được bằng mà không bao giờ lấy đâu. Nó giàu thế thì ta đã nút từ cái đồng hồ trong người nó đéo kịch ra. Ủa chị? À không, đấy là tao đùa. Nếu nó là nếu. Có cái tên nào trong cái danh sách tên này ngoài chú Dũng ra là có quen biết hay là sống chung ngõ của mình không anh? Với hỏi Yuki nha mẹ. Yuki ơi. Yuki đang kiểu đứng sau lưng chị Mậu kìa. Gì cơ? Xem trong coi cái danh sách này mấy người này có điểm chung nào không? Ok, xem. Họ đều đã chết. Chúng mình có ai chết không? Kiểu là giả sử như, ví dụ như tất cả mọi người đều không có gia đình thân thiết hay cái gì đó, hay là đều chết vì bị giết chẳng hạn. Bị giết. Nếu mà em đọc cái danh sách đấy thì em có kiểu nhớ được ai đấy ở trong cái danh sách này không? Ngoài anh Dũng. History check. Oh my god. Có em muốn dùng kỹ năng gì? Ôi không có kỹ năng nào lý được. Đường đi mình sẽ dùng hai effort để cho bạn thêm một dice. Nhưng mà đi làm đi. Yuki có thể nhớ xem là trong danh sách này những ai mình đã đi đường chạy dần dưới lao vào người ta chẳng hạn, kiểu chỉ nhớ cơ bắp. Ở đây không có cái gì nó tương đương với history check nhỉ? Có study á, nhưng mà yeah. Chẳng lẽ lại study? Ôi đừng bắt Yuki suy nghĩ. Ý, có thể tổ lái sang cái nào nghe hợp lý. Em nhìn cái bảng của mình tuyệt vọng quá, là em sẽ kiểu em nhìn cái tờ này em thấy nó kiểu em quay lại em bảo mọi người là chữ Minh đẹp quá nhỉ mọi người. Mình kiểu yeah. Trong cái thời này thì người ta để giấy chứng tử đâu ta? Người ta có làm giấy chứng tử không ta? Có. Để đâu vậy? Để bình thường ở ngoài đời giấy chứng tử để đâu? Để nhà. Để nhà.
Tùy anh, nếu như mà nó là một vụ mua xác thì mình sẽ một có bản copy ở đồn cái xác anh. À, nhưng mà nếu như mà mình có danh sách đấy rồi thì mình có thể quay lại cái nhà tang lễ xong rồi là kiểu đối chiếu với lại cả hội những người đã từng đi mai táng. À được, nó dễ hơn. Đi nào, đi về nhà tang lễ. Nắm tay Yuki, tung tăng đi. Đó, chú Văn ở lại đây xem mộ tiếp đi. Lựa dùng 2-3 mảnh cũng được. Cứ về trước đi nhá. Con đỡ giùm nữa. Vậy có Yuki và Minh về mình xem đối chiếu với danh sách ở nhà tang lễ nữa. Okay. Để biết là trong thành phố này cũng có một vài nhà tang lễ chứ không phải chỉ có duy nhất một cái. Khi mà về đối chiếu với nhà tang lễ tên là gì nhỉ? Sai nhỉ? Bác sĩ đường bác kê Arinasita. Thật ra là bản xanh đường là một cái tên chung cho tất cả những cái nhà tang lễ công cộng á. Tại cái nhà tang lễ ở chùa Vĩnh Nghiêm cũng tên là bản xanh đường. Nhà tang lễ đối diện trường cấp 3 cũ em vẫn tên là nhà tang lễ. Nhà tang lễ ở đối diện trường cấp 3. Đối diện trường cấp 3 luôn. Thôi, nó lôi phục vụ âm nhạc anh. Nhạc đánh tay. Phục vụ âm nhạc là người hát hay là máy hát anh? Không có người hát à? Sao vậy? Theo cái nhà tang lễ là chỗ bọn em đẹp vãi, nó an lạc viên to hơn cái công viên. Xinh đẹp tuyệt vời luôn, còn có đèn rất nhảy nhấp nháy. Bây giờ tụi em tốn nhiều thời gian để mà đối chiếu mình. Không tốn quá nhiều. Thì thiện anh mới tả kính chào ơn trong nhà tang lễ Rinascita này. Về thì rất đơn giản, thì cũng có quen mọi người ở nhà tang lễ nên là mọi người có thể mượn được cái danh sách đấy. Nhưng còn đối chiếu, mọi người thấy tất cả cái tên của cái mộ này đều nằm trên cái danh sách của nhà tang lễ này, được xử lý bởi nhà tang lễ này. Em có thể nói chuyện với quản lý Pekan được không? Em hỏi con bé là dạo này em có đá vào chén cơm của ai không? Dạo này à? Dạo này không, lâu rồi cũng không chị ạ. Lâu rồi. Tại sao chị hỏi vậy? Em mà làm việc với ai là toàn liên quan đến sự phát triển của nhà tang lễ thôi mà. Ok. Những người có thể có những nhà tang lễ khác trong thành phố người ta không vừa lòng với sự phát triển của nhà tang lễ của em thì sao? Nhà tang lễ Rinascita chiếm lấy thị trường của thành phố. Chắc là do ưu đãi mua một tặng một của em á. Nhưng mà em biết ngay là cái ưu đãi đấy cực kỳ tốt, là cực kỳ hút khách. Xem coi trong cái danh sách đó kiểu nó có theo cái thứ tự không, kiểu người mới chết anh Dũng là người cuối cùng đúng không, thì cái người kế tiếp người trước anh Dũng có phải là người bị mất không, kiểu nó có in order không anh? Đó, không có order nào cụ thể. Mọi người cái mộ mới nhất là mộ anh Dũng, nhận thêm là những người mộ bị đào thì nói chung là không có ai ở trong cái ngõ này kìa. Chắc chắn là ngõ nhà mình ăn ở rất tốt. Hoặc là vía nặng quá người ta không thèm ấy. Ôi chị mỏng bây đâu giờ ấy. Đi ca. Ủa chị mỏng đi theo tụi em hả? Giúp mắt. Cái mộ gần mới nhất của nhà tang lễ này mới chôn sau anh Dũng là ai vậy? Hay là tới anh Dũng là dừng rồi? Có ai chết không anh? Có một người nữa. Yeah. Cũng chôn á. Có thêm người chết. Mới chôn. Má sao vậy chứ? Wow. Yeah. Wow. Tao đi về. Chúng ta có thể không đọc nào. Bên cạnh trả lời mới hôm qua có một bác, một bà. Nhưng mà bà này chết già rồi ạ. Sao mày nói chết già mà cho mày buồn đấy? À cho mày vui đấy. Anh chị tất cả những việc liên quan đến tang lễ đều đều đem lại lợi nhuận cho em mà. Đây không biết là camera Nuni nó bị đơ hay là Nuni nó bị đơ, tao nhìn đơ. Đây là cái kiểu người honest reaction. Khó hiểu nghe. Phản ứng của tao. Phản ứng của bạn. Nếu bạn ở đó. Tụi này là gian cái người chết. Nói nhỏ Yuki hỏi bạn đó xem coi dạo này có ai hay tới nhà tang lễ mà không có chết không đi. Hả? Chắc là có ba con. Ý là ngoài Yuki ra đương nhiên. Ngoài Yuki ra thì còn ai chết không? Ngoài Yuki ra còn ai hay tới đây mà không có chết không? Hay là không có nhị vị phụ huynh gia đình gì chết á? Ừ. Mà, ngoài những nhân viên của nhà tang lễ ra thì không ạ. Ừ. Vậy có khi là người gây ra vụ án này là người trong ngõ mình thì sao? Từng từng từng
tại vì nhà tang lễ này ở trong ngõ mình mà. Ừ, trừ mình ra. Ừ. Mà ngõ mình không ai bị đào, à, ngõ mình có ai chết được nhỉ? Vì ngõ mình không có ai chết, nên người ta mới đi đào mộ của nhà tang lễ của ngõ mình. Mà cũng lạ, cái ngõ mình không ai chết hết, chắc sống ở đây bất tử. Thôi, đi về nghỉ chơi nào. Mọi người đã về Nghĩa Trang. Trong lúc đấy, những người ở Nghĩa Trang có làm gì không? Hay là ăn picnic? Từ gia du văn hóa với giới trẻ. Chắc sẽ phải đi hỏi một số đứa hay ăn ở đó là thời gian gần đây có thấy một nhóm nào hay lui tới Nghĩa Trang hay không? Mà không phải đến picnic. Ờ, không phải đến ăn picnic. Hoặc là ăn những món ăn đang suy chỉ mặt mình thôi. Nhưng mà đi ăn, hoặc là đi ăn picnic mà cầm cái muỗng hơi to như cái sẻng chẳng hạn. Họ sẽ trả lời nhìn chung là không. Ừ. Cái cậu mà bảo vệ Nghĩa Trang, cậu trẻ trẻ mà đi cùng mọi người thì cũng có thể suggest là có thể nó diễn ra vào buổi đêm vì ban ngày thì dễ thấy. À, đúng rồi đó, không phải là buổi sáng. Em có thể kiểm tra xem coi những ngọn cỏ xung quanh những cái mộ có dấu vết của ma thuật không anh? Dùng sơ đi ạ. Ok, mời em. Hiệu quả trung bình, rủi ro không? Tính những bụi cỏ bên đường làm sao để với được mây? Có dấu vết của phép thuật transmutation. Transmutation là gì vậy? Nó là gì? Transmutation là một cái school ở trong phép của đội. Ý là bà mộng mời, mời nhân vật học hành giải thích cho những nhân vật còn lại. À, là sao? Mỗi một spell đều có một cái trường riêng của nó, thì transmutation là một trong những cái trường đó. Nếu như mà có dấu vết của spell, giả sử như có dấu vết của necromancy, thì chắc chắn mấy cái xác đó tự ngồi dậy tự đi rồi. Nhưng mà không có nên là transmutation. Transmutation là gì? Nghe sao kiểu như kêu anh sao thì trường đó chuyên là những cái phép chuyển hóa, giả sử như control flame, recraft, ghost. Vậy sao mày thoát ra một cái phép bằng những cái phép khác vậy con? Thì đang ví dụ mà hiểu sơ sơ. Nên có thể cái spell, cái sương mù mà anh này thấy không phải là sương mù mà là sương phép. Thằng Văn sẽ quay sang để hỏi cái người bảo vệ là thường thì cậu thấy cái màn sương sẽ xuất hiện từ lúc nào? Khoảng 1-2 giờ sáng gì đó, đi tuần lòng vòng. Nhưng mà Fog Cloud thì là Conjuration, không phải là nó. Thằng Minh đang kiểu ngồi nhớ lại tất cả những phép mà mình đã được đọc qua chứ chưa được học, tại vì nó ngu. Mọi người chơi tiếp đi. 1-2 giờ sáng nè. Đúng phải giờ đó thì cậu có đi đâu không? Mình có thể picnic đến giờ đấy để... Không, chúng ta không biết nít ở đây là tôi. Không biết nít thì ngồi đợi bên nó. Bây giờ chắc không còn ai đâu đúng không? Hiện giờ thì đang tầm gần trưa và chiều thì vẫn có người. Vẫn biết nít ở đây à? Hằng quá nhỉ? Không phải ở ngay gần, kiểu xa xa thỉnh thoảng có một chỗ nó dài thảm ra. Nó sẽ không đông nghìn nghịt. Văn nó sẽ muốn đi vào sâu bên trong những cái bụi này nọ coi thử. Có những cái bụi nào bị kiểu bị đạp? Hoặc là bị đạp. Anh cho cái đấy thuộc vào cái sense lúc nãy của em rồi, có tìm hiểu rồi. Và những cái dấu, không thấy cái dấu chân xung quanh. Chú Văn ơi, em nghĩ tụi nó có, em biết tại sao tụi nó có thể không cánh mà bay với lại cái xác rồi. Nên bây giờ có tìm dấu vết cũng không ra đâu. Nó em chui vào trong cái quan tài đúng không? Ý là em xem trong đấy nó có cái gì không? Nếu mà bọn nó mà đào từ ngoài vào, nó hất cát vào thì bên trong quan tài sẽ bị bắn cát vào này. Còn nếu nó mà đu tơ nhẹ từ trên tờ xuống xong mà nhấc lên thì trong quan tài sẽ không có cát này. Hoặc nó dùng xẻng này, em đo thử xem cái lưỡi xẻng nó sẽ dùng xẻng hay nó dùng gì này đấy. Nhưng mà bên trong ấy à, bây giờ xem có gì không. Sở thích của lại người. Con mộng có muốn con đóng quan tài lại xong rồi kiểu đắp cát lại cho nó trải nghiệm thực tế không? Nó ở đây mà nó thấy bọn nó đào tao ra là vừa đúng không? Constitution của cô mộng là bao nhiêu vậy? Cứ constitution cộng bao nhiêu là được, nín thở được bao nhiêu, một phút cộng cái số đó đó. Nên thử không, làm phải. Oh my god. Bây giờ kiểu ra hỏi mộng cái thử thở không? Không thì gì quá à. Vì em tin là em chui vào mọi người sẽ cảm thấy cho em sneak vào. Trong lúc mọi người cứ đang ngồi kiểu cái cây cỏ, phép này phép kia, và mộng chui vào quan tài ngồi thử xem có vừa. Vừa. Mới hỏi xem bên trong luôn anh. Như là nó sinh ra là xem cái gì bên trong. Xem bên trong xem có dấu vết gì không anh. Ví dụ như là còn vàng bạc châu báu gì không này. Hoặc là cái đồ, ví dụ người ta mang một cái xác đi chôn bên trong thường đệ này để kia, thì xem có gì mất không, hay thứ mất chỉ là cái xác. Em thấy một vài quan tài vẫn còn khá khá tiền trong đấy. Cái vàng bạc châu báu trong đấy. Moral decision. Không đúng.
từ đây. What you do? Mà, từ cái bài trở đi nó cứ sai sai như nào. Ngoài ngại quá à. Mà anyway. Không tìm được vết máu vết mụn gì anh? Không có vết máu. Không. Không. Không có lý do gì để có vết máu. Nếu đâu tôi nào xong tôi đọc cái xà beng mỏ nó chẳng hạn. Trời má ơi chị ơi. Người ở đây là cứ nào cũng như em. Ủa? Ai đọc cái gì? Thôi chắc lại trèo ra. Ôi không ai làm thế. Ý là cũng phân vân lắm đấy. Ai nghe gì? Tám con mắt đang nhìn về phía mộng. Chuyện lấy đó đúng không? Yuki nhìn kiểu. Thế thì trong này còn nguyên này. Còn nguyên. Còn nguyên. Còn nguyên. Nó lấy mỗi cái xác hả? Chứ bọn nào lấy xác làm gì ta? Nó mang về làm ma nước canh hay gì? Mình có được đùa một cái gì đấy hơi bro không? Đến cái đồ đen. Xin phép ấy. Lên thử đi anh. Mình có anh. Hy vọng ông Faye sẽ nhìn vào với ánh mắt kiểu tất nhiên như mọi người bombastic side eye. Nếu chị thấy cái quan tài rất là vừa đúng không, nếu nó là của chị thì cái này nó sẽ là của chị. Đặt vừa tắt nằm vào đi xong rồi bây bây giờ nhá, đóng lại cho mở thì đấy sẽ là của chị. Có lẽ mình sửa cái tên ở bia mộ cũng được mà đúng không chị ơi, chị có kêu em lên em làm giấy như vậy luôn à. Sao tao sống ở đâu có trên danh nhất số mệnh tiền rồi được. Giấy tờ thì có Yuki lo cho rồi. Ủa? Nó nghe nó hơi vô lý nhưng nó rất thuyết phục mà. À, vậy tạm chúng ta sẽ đi ăn gì đó rồi chờ đến khuya nhỉ. Đến khi tàn thương tiếp tục xuất hiện. Nhân tiện đi ăn gì đó sao chúng ta không tổ chức picnic ở đây luôn để gọi là đúng rồi hòa nhập với lại cả mấy đứa kia quan gì nhỉ, học hỏi về cái văn hóa giới trẻ khóa này chúng tôi nói chưa xong thì lắm. Nói chưa xong rồi đấy thì Faye sẽ chạy ra xem có cái chỗ nào mấy bọn trẻ con đang ngồi ăn uống đấy ra ngồi cạnh luôn và bắt đầu bắt chuyện luôn, không để cho mọi người có cái cơ hội ngăn cản đấy. Yuki sẽ đi cùng ra để chơi với bọn trẻ con. Đâu, Vàng nắm tay, Vàng giữ lại Yuki. Yuki, tôi nhờ một thứ, cậu làm ở bên nhà tang lễ nhiều, cậu có khả năng nào đó nhìn thấy vong không? Hả? Thấy vong hả? À, Divine Sen. Divine Sen. Cậu có thử hỏi thêm những người xung quanh đây có thấy ai không? Ừ, ok, chắc để hỏi cái bọn trẻ con nữa nhá. Nhưng đầu tiên là em nhìn quanh một lượt sau em dùng device xem các thứ thì có gì không? Kiểu con này, trẻ con kia, cậu không sao đâu. Thầy bạn bình, không có vong. Quay ra bảo với anh Văn là không có vong đâu. Chú Văn ơi, chú Văn ơi. Em nghĩ là cái tụi đi chợ mộ, tụi nó đã dùng cái phép này nè, nó chỉ vào cái quyển sách. Trong lúc anh Văn đang cắt đầu kiểu sẽ lỉnh ra chỗ của Faye. Nhìn qua Yuki kiểu. Đây là Sven này nè. mà cái này á thì mình kiểu roll deception fail. Hả? Chị hỏi Yuki đi ra. Rồi là tôi kể em muốn nói gì. Em đói bụng quá. Ủa quá. Chúng ta làm đang nhờ Yuki nhìn xem xong quăng quay lại Yuki giống rồi và cho thêm mọi người 1, 2, 3 rồi hòa nhập giới trẻ 2, 3 rồi nào ở đây để tao rót cho ý nghĩa của mình là hỏi nhá, ở chỗ đấy người ta có đo uống rượu chè như thế không? Rượu thì không nhưng mà bọn mà mọi người đang gặp có ý là cái bọn mình đang gặp ấy nó có rượu chè bạc bê bết bê tha không? Trong nghĩa trang không trầu uống rượu nhưng mà cái hội mà mình à? Gặp có rượu. Nó họ phải lên men, ok. Cái gì đâu mấy đứa, mình thả mai đi, khiếp mấy hồi khi nào cũng đây đúng không? Sao nói xong thấy mồm ngượng quá nhỉ? Sao? Bao cả lên men không dô à? Dô rồi. Thằng Văn sẽ kéo thằng Minh đi về phía mọi người. Thanh niên bảo vệ nghĩa trang đang đứng cạnh mọi người à? Công tác điều tra. Xuống nào, cốc. Rồi, em sẽ để mọi người làm việc, em về chỗ bác, chỗ cổng ạ. Chúng ta sẽ camera quay lên mặt trời đi xuống, mặt trăng đi lên. Thôi lại thế. Mọi người đã uống rất nhiều nhưng không thu được gì cả. Sao thế, mình đi thôi. Mình lãm nhảm với chú Văn về cái spell đấy đó chị. Ngày lúc kiểu bà mộng khất khương hay vậy, bọn mày vẫn nói luôn. Em không biết nói vậy chị.
mấy thanh niên ở đấy khi mà đã hầu mọi người đến đêm cũng xin cáo từ đi về. Có trong về không? À, đi về cẩn thận. À, em đi vững không? Đi cẩn thận nhá, thỉnh thoảng gặp nhau ở Yawning Portal nhá. Ờ, đêm mưa mới xuống, làm gì có chuyện về? Bây giờ mới đến món chính, làm gì có chuyện được về như thế? Ôi, ở đây có cái giường em đấy. Ê, có phải đặt một cái quan tài nãy từ mộng đúng không? Quan tài. Để tao đóng vào cho mày phải ngủ. Đi mong, đi đi mong. Đừng nằm chỗ đó. Tối ta về ta đòi. Ôi nhờ, ôi, văn xong câu đấy phải cũng giật mình. Ôi, ừ, em nghĩ cũng đúng đấy. Có khi đây bây giờ tối chủ nhà người ta về, người ta nằm rồi. Đừng động, xe mộng khỏi cái đống gì đấy mình lúc ấy mộng định lúc ấy nhìn vào ấy. Không có gì ở đây hết, nothing here. Quanh gió bắt đầu thổi hú lên qua những cái cành cây kẽ lá, có một chút gì đấy lành lạnh, có một chút gì đấy hơi rùng người. Các cành cây đung đưa trong gió như là đang nhảy múa. Mạnh khỏe. Tôi thấy mình đo rồi. Em đang muốn hát xì nhưng mà em đang không hát xì được. Để giả tiếng hát xì. Được rồi. Văn sẽ bước cái áo khoác của mình, đưa cái áo khoác của mình cho mình. À, có vẻ sắp tới rồi mọi người. À, liệu hôm nay không biết là bọn nó có đến không nhỉ? Để chui vào bụi cây ngồi. Chị mong có cần chui vô là nhà người ta không được. Để tao cho bà Mộng trèo lên trên một cánh cây nào đấy rồi núp đúng không ạ? Nick, cần lăn không anh? Hay là cứ auto kìa? Cứ lên đấy đã, khi mà quan trọng thì cũng lăn. Yuki ơi, cậu ơi, có thể giúp tôi cái coi lại đây có người không? Hả? Cái gì cơ? Ở đây có người. Đây có người á, có mình nè. À, không, người ở dưới, mấy người ở đây. Ước gì nói chuyện được với người ta nhỉ? Có spell nói chuyện được với người chết đó. Nhưng mà ở đây không ai đào. Ước là không được à? Người ta nói chuyện luôn rồi. Như là quan trọng là lúc này còn người. Còn device mai ông, còn device sen ông dùng cái. Còn chứ một ngày xài bằng xài 3 lần mà đúng không? Ừ, đúng rồi ý. Nhưng mà anh Văn không có cái trò nói chuyện với người chết hả? Em nhớ là cái hội người cleric người anh đó. Thường có mà. Ừ, à, em tưởng anh phải có chứ. Hôm nay chú quên dùng nó. Sáng rồi nói chuyện với lại chết mẹ mình thờ ai ta. Hay là anh một lần lịch sức quyết tập, tức là chưa lấy công bằng hả? Thật ra thì không nghĩ đến có ngày sẽ phải dùng tới nó nên tôi cũng không mang nó theo. Không mang theo, trời ơi. Tệ nhất thì mình còn ngày mai ngày kia mà. Mình đứng chống nạnh nhìn chú với lại nhìn như cái mặt, nhìn như cái hình hình này, nhìn như con em khi mình. Nào, trước giờ thứ chúng ta điều tra là những vụ án khác không liên quan tới những thứ như thế này. Chú lúc nào cũng phải có cái spell đó ở trong sách chứ. Tại vì chú biết là đe dọa tốt nhất cho mọi cái thằng tội phạm là gì không? Mày có thể nói dối nhưng mà mày biết là cái gì không nói dối không? Cái xác chết đó là nó sẽ sợ, nó sẽ nói thiệt liền. Chú dở quá vậy. Trên cây vọng xuống. Mày đã nhận cái vụ mất xác chết rồi mày còn đéo mang. Chị ơi, lúc em nhận lên chuẩn bị phép rồi chị ơi. Mày ngu thế. Sao mày biết hôm nay phải làm vụ này? Mày có nhận làm gì? Mày không để mãi mới nhận. Thì nhận trước ngày mai đi cũng được. À nhưng mà khoan, ở đây làm gì còn cái xác nào để gọi hồn lên chị? Chẳng lẽ chị muốn thêm một cái nữa hả? Thì mày tự mở nó ra. À, chị ơi, nhưng... thì mình đổ tội cho nó. Đừng được phạm người chết nha. Chà, em biết là cái đó hợp lý nhưng mà ví dụ như mấy cái này thì chúng ta không thể trả lại đúng nguyên trạng nữa chị. Ui đằng nào người ta cả chết. Mình không đau của nó cũng đau mà. Thì mình mới ở đây để giải quyết vụ này nè. Không sao em, máy mã đi xong rồi đào. À, thôi cứ tạ, em nghĩ hôm nay là giải quyết xong rồi nên không cần phải mang nó nữa. Văn... lúc nào đấy Văn sẽ nhận ra level 4 chưa chuẩn bị được phép đó. Chưa chuẩn bị được phép chúng đó. Chúng ta cứ để câu chuyện đi hướng này cũng được. Không. Và không giáo đó với mọi người là chú chưa biết. Đồng điểm trong tiêu chuẩn đấy. Không, đến lúc mà Văn ngồi yên một chỗ thôi nó mới giật nhớ là ừ. Ấy hình như phép đó chưa học được ta. Sao mình đã cãi nhau vì điều gì? Mình chứng tỏ điều gì ở đây? Just because. Sao nó điều này xảy đến với không? Chắc Văn sẽ kêu mọi người. Với tên Văn trong bản đêm tĩnh mịch. Có tiếng chửi Văn trong làm bản đêm tĩnh mịch luôn à? Là nhóm mình á. Cũng có chắc là... là cái bả trên cây á. À ok. Nói cái đấy nhá. Bả trên cây.
Văn sẽ nói mọi người nếu đi trước như thế này bạn như vậy chắc Văn sẽ chui vô lại cái mộ của anh Dũng. Ủa? Chui vô nằm hả chú? Đó, thật ra thì khi mà tụi nó thấy một cái mộ đã được đào tiếp tục nằm ở đó thì nó mới thực sự đi tới để kiểm tra đó. Ok, vậy em sẽ chui vô trong bụi. Nhiều khi cũng sẽ chui vào trong một cái bụi gần đấy. Phải xin phép đi ngủ. Đó, mình muốn đi ngủ từ 10 giờ. Ủa? Vậy sao mình ngủ lâu dữ lắm mà. À, nhưng mà mình chỉ được có 4 tiếng thôi. Mình có thể ngủ đến 2 giờ sáng rồi lại làm việc tiếp. Ok. Khi đằng kia có cái mộ trống đó, chị phải nằm ngủ. Không. Ồ. Oh. Anh muốn nằm ở đâu? Tôi đã nằm vào đấy một lần rồi. Not anymore. No one more. No more, no more. Lúc lại uống rượu ở đâu thì nằm ở đấy luôn đi. Mấy con nó sẽ có một cái mảnh đất trống trống này đúng không? Thì nằm đấy là có cái vải bạt hay gì đấy thì cuốn vào người nằm ngủ luôn. Như kiểu mấy ông say rượu. Như kiểu mấy ông say rượu thật đấy xem rồi. Kiểu đang uống xong mấy bọn trẻ con vừa đi phát à. Thiền một cái nói là thiền nhưng sẽ nằm người lấy vải bạt cuốn lấy người đi ngủ. Anh thấy trong nghĩa trang có chiếu không anh? Có có chiếu cho phòng bảo vệ đó con. Đó cho mày đỡ lạnh. Đắp chiếu cho mày đỡ lạnh. Cái đó mới lạnh. Cái cơn lạnh. Phải đang ngủ nhưng cái cơn lạnh vật lý nó chuyển thành cơn lạnh tinh thần. Bỗng lạnh nghe. Lòng người cái lạnh. Mọi người đã an vị trong những chỗ trốn hoặc là nghỉ ngơi của mình. Từng giây từng trôi qua thì cũng không rõ là bao lâu rồi nữa, chỉ biết là cảm giác rất là lâu. Người cũng có chút thấm lạnh. Phải chăng đây là cảm giác mà Renia đã chịu khi mà đợi mọi người à? Nhưng mà thôi. Renia đang người nhỉ? Những ai còn thức thì hiện tại đang thấy là màn sương trong đêm hay bắt đầu kiểu dần dần dày lên, bắt đầu khó hơn để nhìn ra phía đằng xa. Cái sương này cũng mang một cái hơi lạnh nhất định. Ở phía bên trên, phía mặt trăng thì một vài đám mây thỉnh thoảng lại trôi qua lờ lững và có những đôi lúc mà che mất ánh trăng, tầm nhìn lại bị giảm thêm nữa. Lúc này đợi mãi một hồi lâu vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Mời mọi người. Em dùng message em thì thầm với Yuki, hay lạnh không? Cast Fireball cho hết lạnh. mình lấy cái chăn đi. Hãy sửa ấm. Tưởng tượng là sếp đang nằm trong lòng đi. Fireball chỉ sửa được có một người thôi. Để cái gì tôi cắt bên hand cho sửa được miếng lũ. Ôi, anh có cảm giác là anh nghe thấy ai nói là đốt cái chăn mà anh đang đắp ấy. Có phải là Yuki vừa nói không? Tự nhiên đang ngủ thì mơ đã ấm áp lên. Quân chiếu hỏa táng à? Ngoài những tiếng thì thầm của mọi người thì bỗng dưng mọi người nghe một vài tiếng thì thầm khác từ phía đông. Mà vọng này vọng xuống không phải tao. Vâng không nghe được. Nằm vé trong bên tai đấy, nằm cái chỗ hiểm quá. Nó thì thầm gì anh em căng tai lên nè. Rất khó nghe. Nhưng mà tiếng thì thầm được gió đưa đến và nó kiểu nó loãng đi, nó không còn nghe ra chữ nữa. Chắc là em sẽ bật cái cành cây, em phi vào cái chỗ quan tài mà thằng Văn đang nằm, xong rồi em nghe sầu mạch. Cho em thằng Văn đang nằm nghỉ, thấy quan tài mày nó cạch một cái. Mở đấy, mở nắp lên đứng lên ngồi lên nhiều. Rồi em bắt đầu đu cây này qua cây kia hoặc là tụt xuống rồi đến ngắm đút đút. Em không nghĩ nó nhiều cây nên để em đu sao được rồi. Chứ em mò mẫm đi về hướng đấy được không anh? Vào màu đen. Rồi Văn ngồi dậy có thấy mộng đi không? Thấy mộng đi. Đi theo chứ là gì? Rồi, mọi người khác thế nào? Em chơi trò con rắn bò trườn. Cái này. Trò gì vậy? Nghe ác vậy. Nó xuống bò trườn. Mà mộng quay lại chửi em. Mày đứng dậy đi. Mày đi thấy còn độ hơn. Để lết đi theo. Rồi, ai gọi phay dậy? Văn Minh mà. Nói em sẽ dùng message để mà thì thầm vô tai của Phay. Phay ơi dậy đi Phay. Dậy. Nhưng mà chắc trong mơ thì Phay đang kiểu như là anh biết mỗi lần mà mình nằm mơ, mình ngủ, mình nghe hết tiếng mẹ mình gọi á. Sao mình dậy ở trong mơ á, nhưng mà mình vẫn còn đang mơ á. Ôi, nào. 5 phút nữa nha chị Mộng. 5 phút nữa nha.
Vậy em mến chứ không phải chị Mộng. Chị phải mà không vậy là chị Mộng cắt phần sáng bây giờ. Tỉnh ngay. Vậy sợ thứ bị cắt không phải phần ăn sáng mà là thứ khác. Hình như là chị Mộng đang tính làm thịt con chó ngao Tây Tạng nào đó hôm bữa. Không. Chị phải tỉnh ngay. Nghe là tỉnh ngay. Đứng. Từ cái tư thế mà 6 giờ kém 15 biến thành tư thế mà 12 giờ rưỡi. Có nghĩa là cái nhịp đồng hồ ấy. Tỉnh ngay. Tỉnh táo ngay. Dựng thẳng ngay. Chị Mộng, con chó ngay đâu rồi. Của bà Mộng cái đấy khoảng 50 nhé. Mày tiếc là ngắt bê ngay. À không đáng. Anyway, mình sửa lại cái quá khứ một tí, đấy là bây giờ là mấy giờ, nếu là khoảng 2 giờ sáng thì nó sẽ đỡ hơn một tí, còn nếu mình chưa ngủ giấc ấy thì sẽ bị như vậy, cho nó hơi thiếu giấc của ta. Ôi, mong chưa thì mình nói như thế thôi thì mong chưa thế. Mình đang ngồi cạnh, đang ngồi sổ bên cạnh. Không, mình vẫn đang ở trong bụi cây chị đang thì thào mà mới sợ chứ. Mình ôi, không thấy mọi người cả thấy Phay đang bò, à, thấy chú kia đang bò trượt bên dưới như một Phay sẽ kiểu cho 12 giây lắc nã, kiểu lắc nã một tí rồi vãi. Phay phải nói tao kiểu vãi đấy, nhưng kinh giật tay Phay nằm xuống trong Phay đã đổ gục xuống quan ra nhìn em bị vong nhập rồi à? Vong rắn em không phải vong nhập đâu, chị bị thiếu ngủ ấy. Nhưng mà vừa nãy ở trong cái xương này, ngoài mình thì thầm với nhau còn có cái tiếng thì thầm nào đấy nữa, nên là im lặng nào để nghe xem nó còn thì thầm với nhau không. Nhân tiện thì cái tiếng đấy nó từ phía đông ấy. Chị cũng nghe thấy mà, chị nghe thấy tiếng giống hệt tiếng của Minh ấy. Mình không thấy Minh đâu cả. Minh thò tay ra từ bụi cây kìa. Ôi Minh, cái bụi cây nhập à? Chết rồi. Em trở thành người Việt Nam rồi. Bụi cây biết nói. Em không Việt Nam thôi. Mộng, sau cuộc trao đổi vừa rồi, cố nghe lại cái tiếng tỉ tầm phía đông thì không nghe thấy nữa. Sao mệt lắm đi, tại sao đi bọn này nhá? Em cứ sẽ đi kiểu, tức là lúc mà nghe tiếng tỉ tầm thì vì ở trên cây mà nó có ước chừng được nó cách mình tầm bao nhiêu mà? Tầm. Em biết là em biết là không phải sao mà sẽ đi đúng gần đấy. Không sao, em biết là bao nhiêu em. Đó, em biết nó cách tầm bao nhiêu thì em sẽ đi đến gần đấy, xong rồi em lại trèo lên một cái cây em ngó. 500 mét. Mộng nhìn được. Tính tính theo phía cũng được. Mộng bị bật cú nhỉ. Nhìn ngược ai. Bây giờ đội cho mình rút ra một cái mũi tên là tao hóc ai. Không cần. Bao nhiêu 500 mét nữa. Lên cây mà nhìn về phía đấy có vẻ là không thấy có động tĩnh gì. Mọi người khác thì cũng dần dần hoặc bước hoặc bò hoặc trườn đến. Vàng đứng ở dưới tìm lên. Ta chỉ bảo mời. Sao mày ngu thế? Bà ấy kiểu ôm đầu gào thét thì bà đều mà gào không dám gào ra tiếng. Gào thét trong cầm. Người nào không biết là tưởng em đi tham quan, tưởng đi lén lút. Ủa chị ơi, em đi lén lút còn cái đứa đi tham quan là cái đứa đang trường trường này nè. Đây với một cái IN8 quay sang nói với anh Văn, anh ngu vãi. Bà rất tốt. Bà mà muốn mình là cái cây, chứ bao giờ tao muốn là cây. Khu vực phía trước có vẻ như là một cái khu đất khá là trống. Cái khu này thì là một cái khu vực giữa phần của những người kiểu trung lưu với cả cái khu vực mộ của những người nghèo. Khi đi qua màn xương có cảm giác như màn xương này là làm xương nó khá là dày. Thường thì xương chỉ dày khi mà gần nước. Một là có ai đó tạo ra nước, hai là trong nghĩa trang có một cái hồ. Em đang hỏi anh là trong nghĩa trang có hồ không để em biết đi theo không. Thiện nửa muốn improvise, nửa muốn nhìn lại cái map cho chắc chắn. Em theo cái map của anh lại không có hồ đâu anh. Rồi, không có hồ. Không có hồ, vậy là biết vậy hồi chiều hỏi cái anh kia coi bình thường có tối có xương nhiều vậy không. Nhớ lại cái hôm đi gặp Renee hình như cũng vào khoảng thời gian nửa đêm như vậy, hôm đó xương có nhiều không anh? Hôm đó không có xương luôn anh? Không có. Thời này thì chưa có máy tạo xương chung cổ nên chắc không phải là do máy móc máy tạo spell. Em vừa dùng máy tạo xương mất tiền kìa. Ta dùng trong ba rồi. Ma quỷ. Mình đi theo cái hướng đông. Dạ. Khi mà mình đi về hướng đấy thì tự nhiên thấy chân bước vào chỗ nào nó lún. Đất lún chỗ này kiểu nó nhẹ xuống hay là nó mất mẹ cái chân em rồi. Em sẽ thấy là phần đến đầu gối nó lún hẳn xuống. Chỗ này giống cảm giác như là một cái lầy, đầm lầy. Và em tiếp tục lún. Cú. Mình đây. Chắc vậy.
Tao đứng dưới chơi vậy Minh? Mình tín hiệu Yuki Wen đang chơi. Hình như em đạp chúng các lúng rồi chú ơi. Ai là SOS. Vâng, sẽ đưa tay về phía mình lôi nó lên. Anh. À, đây đưa thì cái cách để mà thoát khỏi các lúng dạy chụp lại. Nhưng mà khi chụp thằng Minh nó, nhưng mà thực ra cái cách để thoát khỏi các lúng là nằm ngửa người ra giống như là thả lỏng ở trên mặt nước thì lúc đó cát nó sẽ không lúng mình nữa, nhưng mà chúng cứ kéo đi chú. Ừ. Em để quay trọng là kéo sẽ bằng smart đúng không? Không biết. Văn khi mà nữa. Kéo không phải lăn gì. Văn bắt đầu lún. Tôi biết ngay mà. Nên rồi. Em nghĩ là bây giờ mình nên thả ngỗng người ra và mình sẽ đổi lên lại. Yuki ơi. Yuki đang bỏ kìa. Ôi. Kéo là chi? Ê Yuki, nhớ tiếp đất bằng chân nhá, đừng tiếp đất bằng đầu. Lún đầu xuống là ok nhá. Trong lúc em bỏ em nhặt một cái cành cây nữa. Xong rồi là em sẽ đúng có hơi xa xa chỗ xem nào. Minh chắc là sẽ nhẹ hơn chú Văn nhỉ. Em sẽ chỉa cái cành cây ra cho Minh chứ. Chú Văn đợi tí nhá. Đừng dậy. Em kéo Minh lên. Bán như cành cây thì lúng tiếp được đi không anh? Cứ từ từ. Cành cây rồi, bắt đầu kéo lên. Mọi người khác thì ở xung quanh bỗng nhiên nghe ở gần đấy trong màn sương có tiếng bịch chân chạy. Yuki sẽ giặt cái cành cây của mình ra thôi. Yuki đứng vào tư thế không? Dí theo tụi nó đi. Đừng lo, ở đây tí hồi quay lại cũng không có lúng xuống dưới đó đâu. Đi dí theo tụi nó đi. Cố lên nha. Mà. Em có thể ném dây chồng con người mình rồi buộc tặng nó một cây rồi em đi được. Ok, em có thể ném. Tiếng chân có phải xa dần. Xong em chạy theo. Em cũng chạy đuổi theo tiếng chân với cành cây. Thấy được đâu? Chị bóng ơi, chị bóng muốn đêm đen rồi đấy, em chạy em dạo. Đừng gọi tao. Để em cho chị biết đèn chưa? Mộng Snake đi bất cứ đâu cũng cái tỉnh gọi chị Mộng ơi. Cái loa phát xanh lên. Snake thi mẹ luôn, cái nước gào. Khi mà Yuki và Mộng chạy đi rồi, phay ở lại. Chắc là có giúp hội kia không? Vì dây và Mộng đã ném sắt. Mộng chắc ném dây xuống rồi phay bắt lấy. Thì có chắc không? Không, Yuki Mộng lại biến mất. Nói chê mới thiếu ngủ. Cái đôi bàn tay nó cơ bắp ngang với lại cái chỉ số thông minh của Faye vậy. Tắt cái tim mình. Faye, sao? Ok, em nói đi. Em nói là em tin Faye làm được. Nhưng Faye không tin Faye. Faye phải tin. À, có hẹn. Thông minh hơn thì đã không tin, nhưng không thông minh đến mức đấy. Faye, trong lúc chặt vật với sợi dây, nghe có tiếng xì xào, như là tiếng nói chuyện ở phía nam, và một vài tiếng chân chạy khác. Không phải tiếng chân mình chạy đâu. Rồi, có một cảm giác gì đấy đó, lạnh lạnh sau lưng. Chạy đi Phê, em cast Mage Hand tự kéo lên chưa? Sao không làm thế thôi đâu? Ủa, sao không làm thế thì đầu em? Giờ em mới nhớ em có phép đó. Đi. Em cũng buồn ngủ mà. Phê có đang nhìn, anh có đang chắc không? Em bỏ tay ra nhá, bỏ tay ra một lần. Bỏ đi Phê ơi, tin về thằng Minh vậy, biết sao vậy? Lúc ấy là giờ cũng kiểu lúng chậm chậm, cái dây lúng được kế chút. Rồi đấy, lúc mà Văn vừa nói xong bỏ đi Faye ơi, thấy Faye bỏ đi ra phát, biến mất luôn. Không, biến mất luôn. Misty Step lên trên một cái tảnh cây rồi. Ủa, em cũng có Misty Step nè, giờ em mới vẽ lên lúc được. No. Why? Cái này nó còn đáng sợ hơn cả cái việc vừa nãy anh Văn bị truy cứu cái vụ speak fiction. Đâu, đến lúc mà mình nhảy đi, thật Văn thấy kiểu, từ đâu này ta. Rồi có nhảy đi không hay là ở lại? Đó. Wow, cái người duy nhất ở lại luôn. Còn sợi dây cho mày, tao buộc trên cây rồi đấy, tự treo đi. Ừ. Chắc Văn sẽ tự nắm sợi dây tự lôi mình lên thôi. Kiểu gì ông nội? Trong cái lúc mà cái tiếng nó đến gần kiểu cố lên thôi. À, em cast đã biến đi rồi. Mà kéo ảnh lên. Nhưng mà mình đã biến đi rồi, vẫn còn lại một mình trong cái nơi đất lún này. Và đang em cắt đầu có 30 feet à? 30 feet là sương mù dày đặc khiến Văn cảm thấy bơ vơ. Ngu, từ đây ta.
Văn đang chật vật cố nắm lấy sợi dây thì cảm giác có cái gì đấy quấn quanh cổ mình và nó ghì lấy như là một cái cánh tay, nó ghì lấy cổ mình và nó bắt đầu áp áp lực lên người Văn, ấn xuống. Văn sẽ lấy cái tay đó và đang kéo nó ra, sờ vào cái phần, cái thứ mà đang quấn cổ mình, nó lạnh. Văn nghe một cái tiếng thì thầm gì đấy, mày đang ra phải chết, và cái cây tấy nó kéo mạnh hơn. Văn sẽ ráng gồng để giật mạnh nó hẳn ra luôn, em cần thở. Kỹ năng gì đó? Bây giờ em quyết định đi. Em chụp một tay quay lại em đóng nó cho rồi đi, cho nó nhanh. Dễ hơn nhiều. Mời em. Ok, actually thôi không cần phải lăn nữa. Quay ra đấm vào phía mặt lầy, vùng vẫy xong ấy, không gian này. Em cảm giác là, Văn cảm giác là bắt đầu lún dần thêm. Rồi, Minh đang làm gì? Chú ơi, có nghe thấy tiếng ổng la hét không? Nghe à, có 9 mét à. Em Misty Step thêm lần nữa, em có 3 slot, 2, level 2. Em Misty Step thêm lần nữa để em đạp lên đầu ổng luôn. Ủa gì vậy? Ủa? Khoan, đợi cho nghe nghe nhiều bước đầy đủ cả. Nghe bắt nhiều bước. Rồi, hiện tại là ổng đang có một cái sợi dây trên người đúng không? Em cầm cái sợi dây cast rope chứ kéo ổng lên trên. À, ok. Lý do là sao phải đạp lên đầu đó. Rồi sao không làm nó ngay từ lúc đầu mà khỏi phải nhảy đi? Tại vì sợ hai đứa cách nhau hơn cái khoảng cách của cái rút chích. Văn đang đánh nhau với cái thế lực gì đấy, tự nhiên thấy cái gì đấy đạp lên đầu mày. Rồi cái sợi dây mà đang quấn vào tay của Văn, nó giật thẳng lên. Ê, tụi bay biết phép luôn hả? Dây kỳ vậy? Hết phép rồi, yeah. Rồi, ê, lúc đó là mình đứng trên đầu Văn á. Chú chân không cần. Trên vai. Không chân. Anh hết đâu, mất ăn hết. Mình ơi, hết chỗ đứng rồi. Em cục anh. Dạ. Cục anh. Thôi rồi, ăn nhiều bít, đau bụng. Em rồi anh. Đang tới đâu rồi? À, đang đứng trên đầu chú Văn. Thôi chú. À, hết chỗ đứng rồi đúng không? Dạ. Đứng chỗ khác lúng vô cát rồi sao? Nhưng mà hình như mình đang bay trên trời á. Chui vô cái lỗ. Của phép của con đi kìa. Sao đứng đây hoài vậy? Thì ý là cái phép này nó chỉ rộng chiều ngang thôi mà nó đâu có giới hạn chiều dọc đâu, nên con đứng trên đầu chú cũng được mà. À, không nha. Leo xuống nha. Cái vấn đề là con leo lên được, leo xuống không được. Hả? À? Dạ chú, di chuyển một khóa rồi lẽ. Từ từ, cái sinh nhật rồi để chụp, xiết cổ em có đi theo em không ạ? Nhìn xuống dưới thấy mặt đất, mặt lầy, không có gì ở dưới đấy cả. Sao vậy chú? Ba người là có Minh Văn đang cưỡi cổ nhau và có Phây đang cưỡi cây, nghe tiếng, không có tiếng, tiếng chửi, oanh lành. Ê, làm mày nhìn cái gì mà la hết ở Mỹ đấy? Rồi. Ê, cái ông hồi xương đồ này ra lầy lắm đi. Tiếng này có nghe quen không? Tiếng của ông bảo vệ già. Chịu. Chắc tập này em cá thâu mà thai, ít ba giọng nói. Không sao chú ơi. Rồi, tâm xương đồ này, bọn mày ra cái tập này làm đây. Có sao không? Bà vừa bảo không sao vậy? Tao quên. Có cần giúp không? Ông chú ơi, tụi con đi về liền nè. Có chú. Có. Em cá đi lên được, em không cá đi xuống được. Ủa? Cần giúp. Ủa? Thôi không nói từ đâu. Rồi. Để tìm cái cành cây. Ôi dồi ôi, mù thế. Thương mù ấy. Ra cái cây. Ôi, đứa nào trên cây ấy? Ra hết cả này. Vậy ơi, đi xuống đi. Thấy cái ông bảo vệ già, tiếng ông bảo vệ già đang ở dưới cây. Ông bảo đang tìm cái cành cây xong rồi. Ông, ôi, đứa nào trên cây ấy? Ra hết cả này. Rồi, thằng mày. Đây, giúp tao. À, này cầm mấy cành cây. Trông tay bé thế, thôi cứ cầm đi. Giúp được tí nào giúp gì đấy. À, bọn kia la tiếp xem nào. Không nhìn được, để tao đưa cái cành cây cho. Tụi con ở trên rồi, chú lót đồ xuống cho tụi con đi vô thôi. Lót. Tầm này lót cái gì vậy? Chú lót cho con miếng gỗ tụi con đi ngang qua được rồi. Trời ơi, còn làm miếng gỗ nữa. Rồi để tao tìm. À rồi mày có cần tao làm luôn cho cái bè không? À, sáng mai nha được ta. Được thì chú lắp đuôi chỗ này đi chú ơi. Rồi. Nguy hiểm đó. Đây tạm cái thanh gỗ này thôi nhá. Thấy một cái thanh gỗ ra, tùm cái. Nó khá là dẹt, nó ngang, nó không chìm dễ. Văn sẽ từ từ leo xuống. Nó vẫn sẽ hướng mắt về cái phía mà hồi nãy Mộng và Yuki đang đi. Và nó vẫn tiếp tục trèo xuống. Bên đây.
xuống tới dưới rồi là em có định leo xuống không? Ngồi trên đây vui mà. Không nha, leo xuống nha. Hay là em muốn xuống dưới lại chỗ này? Thằng Văn sẽ đi về phía của ông bác bảo vệ với Phay này ở đó. Văn nó sẽ nói tiếp, nói lớn, nói vọng lên là thôi con về trước nha chú ơi, ở đây giờ hết đồ rồi. Rồi, nghe con giọng đứa nào đấy mà. Cái thằng đang đứng trên đầu con này chú. Hello. Ôi dồi ôi, bọn mày trồng chuối với nhau đấy kìa, thảo nào mà ta lút. Thì nó tự leo lên. Chính xác hơn là con dịch chuyển lên. Biến đi về nhanh lên. Tao bảo là cái xương này tao đã bảo từ sáng tới chiều rồi, nó không phải là xương bình thường đâu. Dễ lạc lắm mà, dễ lạc lắm con. À, đi, biến. Thằng Văn nó sẽ tạo ra tiếng động là hứa đang đi về. Xong nó đi không về gì? Chắc chắn rồi. Mọi người đi đâu? Tại... chắc đi ra khu này, khỏi cái khu các lúng. Xong rồi sẽ tìm cách tiếp tục đi về phía của Mộng với lại Yuki. Đi hướng đông anh, thông cảm, mình không có phân biệt được phương hướng. Không phân biệt được trái phải. Mọi người tiếp tục đi trong màn sương lạnh lẽo. Màn sương tiếp tục phủ dày trong đêm nay ở công viên Nghĩa Trang, thành phố Waterdeep. Từ đây để thiện tình định. Yuki, yes. Sau khi mà chạy đuổi theo cái tiếng chân kia, chạy một hồi, cái tiếng chân nó cảm giác như là rất gần trước mặt rồi. Nhưng mà bước mãi vẫn không đến. Màn xương vẫn dày đặc xung quanh, nhìn rất khó. Chạy một số chỗ phải nhìn cẩn thận không đâm vào gốc cây, vướng vào tảng đá. Còn gì? Lúc này em nhìn xem chị Mậu có cỡ ngay sau hay ngay trước mình không? Khi mà đợi một lúc nhìn xung quanh thì bắt đầu cũng thấy Mậu đang sneak đến. Mày đi làm gì nữa? Đi đi! Thì đang đi mà. Ôi, nó đâu rồi? Ui, trên để cho chắc thì em sẽ cast một cái protect for evil với good. Em với chị Mộng. Just too much sure. Take evil and good vào Mộng. Khi mà em đưa tay ra, một ánh sáng lóe lên cái phép đấy dạng vào người Mộng. Mộng tan biến. Em bị nổ não. Boom. Oh my god. Bảo vệ chị Mộng khỏi những thứ xấu xa và tốt đẹp. Chị Mộng là thứ xấu xa và tốt đẹp. Oh my god. Đi luôn. Oh my god. Chính Mộng cũng không biết Mộng là người xấu. Nghiệt ngã thật. Mọi thứ xung quanh Yuki và trở nên tĩnh mịch. Em sẽ hét lên thật to. Chị Mộng ơi đừng đuổi. Em sợ lâu. Không muốn. Và nghe được thì cũng chạy lại. Như vậy hiện tại không nghe Văn hiện tại không nghe được những tiếng này. Okay. Hai người này đã chạy khá xa khỏi chỗ mọi người khác. Yuki bắt đầu nghe thấy một số tiếng thì thầm ở xung quanh và tiếng này có vẻ như là to dần. Lúc nó ở bên trái, lúc nó ở bên phải. Tiếng đấy có vẻ như là tiếng này đan xen cả tiếng nói gì đấy không rõ chữ, một cái thứ tiếng gì đấy mà nghe không ra, hoặc là nhiều cái loại từ nó đan xen vào nhau quá. Cũng có một lúc như là một cái hướng nào đấy nghe như tiếng cười. Phay có đấy không? Phay hiện tại không. Để em lại nên là để em xác định là em đang ở đâu đấy một mình rồi. Em sẽ nói to lên là xuất hiện đi, đừng dọa nhau như thế. Hãy mặt đối mặt như trong đàn ông nào. Nhưng mà mình là con gái, vẫn ghê đi không. Yuki cảm thấy là từ có cái gì đấy đang chạm vào phía chân của mình, rồi nó quấn vào, nó giật. It's not tentacle. Một cái thứ gì đấy khác, nó lại quấn vào cái chân còn lại, và nó bắt đầu giật. Em lấy cái cành củi, xong rồi là em được gạt xuống. Chặt, hoặc là đập. Bịch. Những cái cành, có vẻ như đây là những cái cành cây, những cái rễ cây ở đâu đấy, nó khá là dai dẳng. Khi mà đập nó hơi quăn lại một tí, xong rồi nó lại tiếp tục quấn. Và lúc này nó giật mạnh hơn. Anh cần một kỹ năng gì đó để không bị giật ngã. Kỹ năng gì nhỉ? Không chờ, em sẽ cố gắng. Ngày kỳ cục quá em đã định bảo là em sẽ lấy tay cho xuống đất rồi là em đứng bằng hai tay hai chân. Lấy tay làm gì cơ? Em đứng bằng hai tay hai chân đi anh. À rồi.
Bò ấy hả? Nó sẽ là kiểu là tư thế bò ấy. À, ok. Vậy em muốn dùng kỹ năng gì? Không nghĩ ra. Kỹ năng là gì phù hợp với dùng Traverse không? Ừ, đấy, em dùng Traverse cho em bỏ ra được. Rồi. 36 kế tẩu vi thượng sách. Em sẽ đủ một em phần. Trong quá trình này mà Yuki cũng thể là cố gắng gồng mình giật ra khỏi những cái cành cây của nó chân đấy, Yuki vẫn nhận thêm một strain nhưng mà thoát ra được khỏi những cành cây này. Vậy là Yuki chạy về phía mặt xương tiếp. Nào. Chúng ta sẽ dừng cảnh của Yuki tại đấy. Về phần nhóm còn lại, sau khi mà ra được khỏi đầm lầy xong, có cố gắng tìm đường đi về. Thì khi mà có cái ông bảo vệ già đấy, ông ấy cố gắng bảo là đi về, mọi người bắt đầu là cố gắng tìm đường quay lại phía chỗ văn phòng bảo vệ. Có vẻ như đi mà cứ như là đi lòng vòng chứ mãi mà không tìm được đường. Cái màn sương này nó cản trở tầm nhìn là một, nhưng mà dường như còn có một cái gì đấy như là ma thuật, nó khiến những bước chân của mọi người không được đi đến đích. Đi một lúc, ông bảo vệ bắt đầu cằn nhằn. Cái bọn bay tự nhiên lại bắt ông vào sau cái chỗ hỉ ho gò gáy này, xong bây giờ tìm mãi ra thấy cái đường ra đâu. Đi mãi ở đâu rồi nhỉ? Ủa chú ơi, chú đi okay. Đây lâu cái rồi. Cây này có phải cái cây chỗ tao vừa cứu bọn mày không? Đúng rồi nè, cái miếng dán gõ nè. Ôi trời. Mày tưởng bọn mày có ba đứa mà sao thấy con hai mống? Ủa, đứa nào mất rồi? Minh ơi, xung quanh thấy có Văn và Minh. Phải ơi, Phải chắc không ở trong Phải hiện tại không ở đấy. Phải chắc là đi tìm chị Mộng với lại Yuki rồi. Đi thôi chú, giờ mình phải đi tìm mọi người chứ. Phải vẫn lại trên tầng cháu ở trên. Có khi là nó lại bỏ lên cây đúng không hôm nay? Phải ơi, cái chuyện đó Phải ơi. Ơi, hơi kỳ. Tao bảo nha, cái đời tao 55 làm ở cái ghé trang này rồi, nói chung là khi nào mà mấy cái vong nó bất ổn ấy thì đừng có vào cái kệ bọn nó. Thế tao bảo rồi, ông ấy vỗ đùi một cái. Bọn may này đó, khi mà vào đây là khiến cho bọn vong nó lại khấn phấn khích hay cái quần què gì đấy. Tụi nó phấn khích luôn hả chú? Họ làm sao biết, nói chung là chuyện lạ đừng hỏi, hãy chấp nhận nó. Thế giới bên kia nó là có, nói chung là theo đạo của tao thì tao nghĩ là thế giới bên kia là có thật, và những cái người đấy thỉnh thoảng cứ quay lại chơi chơi. Không muốn gặp hẹn nó lắm, nhưng mà con nghĩ chúng ta nên đi cùng nhau đi, và có vẻ nếu đi tách nhau ra theo kiểu như cách hồi nãy thì con nghĩ lạc nữa chú ơi. Thế nào làm sao? Thế là bây giờ ngồi đây đợi bọn kia hay cái gì? Thằng Văn nó sẽ cast light lên chính người mình. Xong mọi người cứ hướng theo cái ánh sáng của con mà đi nhé. Đúng rồi đó, mình nên đi vào trong đi tìm cô Mộng với lại Yuki đi. Chứ hai người đó chắc lại bị lạc ở trong đó rồi. Đi nào? Thằng Văn sẽ đi ngược về cái phía của hồi nãy nó biết là Mộng với lại Yuki đi về phía nào thì nó cứ đi về phía đó lại thôi, mà nó mong là đúng được. Minh và bác bảo vệ đi một lúc, nghe tiếng bịch 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 ở phía trước mặt. Tiếng này cũng phải là đang đến gần từ trong màn sương. Tiếng ấy gần hơn tiếng bước chân này. Minh ơi, có mình nghe, Minh ơi, Văn ốc nghe, Minh ơi. Sao Văn lại không nghe? Có mình với chú bảo vệ nghe. Ba người nghe hết mà. Ba người nghe hết mà. Ba người nghe hết mà. Em tưởng chỉ có ai, anh chú hai người cho mình kiểu. Ôi, ba người nghe. Văn sẽ đứng lại. Mọi người có nghe tiếng bước chân không? Đó là tiếng bước chân của chúng á. Đó là tiếng chạy mà con, giống tiếng chạy hơn á. Thì nếu như bây giờ mình chạy thì là sẽ thành tiếng chạy. Mà cha mày đi, ôi tao snitch bỏ mẹ, mày có bật đèn mày đi ở đây. Ủa, tại sao chị ở đây? Tao hỏi bọn mày mới đúng mất tất cả, mày đuổi theo rồi mày đi ăn trước tao về là nhau. Đó sao chị đi về? Tụi em đã đi kiếm mọi người. Tao đi thẳng. Đây, hướng này là hướng về chỗ hồi nãy của tụi em. Nãy giờ đi thẳng nó rồi, tao còn này tụi đầu, tao không biết bao giờ tao quay đầu lại. Con chưa bảo vệ đây nè. Rồi sao chú? Anh lấy làm gì? Gọi chú hơi ngượng ngùng. Anh thôi em. Rồi làm sao rồi? Sao rồi? Đấy, làm gì mà bỏ cái bọn này ở đây, bọn nó xuýt lún xuống bụt. Mày mà tao đánh kẹp. Ui, nhưng mà bây giờ xong thỏ. Nhưng mà bây giờ chả biết đường nào về đây. Có đứa nào mà đặt đằng ra. Có đứa nào mà rõ đường hay có cái phép gì mà nó chỉ được đường về không? Có bản đồ ấy, anh có. Bản đồ.
là bán. Ồ, thì làm cái gì trong trong cái đống này mày? Thì là bán anh. Có là bán không? Có là bán không? Thật ra thì có thì có. Vỗ đầu cái tí lôi ra. Nhưng mà thì, nó sẽ dẫn về nhà em chứ không phải về cái phòng của anh đâu. Thì cứ về nhà được mày đi thì về nhà mày đi, một hồi về đi qua nhà mày thì nào ra khỏi đây đúng không? Ừ, nhưng mà từ lạc mất phay rồi. Nhưng mà mình chưa về được, đúng rồi, mình lại mất phay và lại mất Yuki nữa, mình phải đi tìm hai người họ chứ. Yuki đi theo chị mà. Tao chứ con này đi theo tao đó, tao đi mình à. Yuki trường theo chị mà. Tao đi nhanh quá, đi chậm. Thế đâu rồi? Thế còn con phay đó, chẳng phay để kéo mày. Phay hồi nãy đi chung với bọn em nhưng sau một hồi tụi em đi được vài vòng thì phay biến mất. Sao ta? Con ơi, con đi có sao? Thế tao đi nãy rồi. Cũng mệt lắm. Mọi người nghe một vài tiếng rên rỉ ở xung quanh. Ơi, mọi đừng. Tại sao còn tí? Phay ơi, có phải bên đó không Phay ơi? Ê đi cẩn thận nha, nãy tao đi có cái gì quấn tao ghê lắm. À. Cái gì đâu? Từ hồi nãy dưới đầm lầy em cũng bị một cái gì đó quấn. Em có cố tấn công nó. Không biết nó là gì. Có cái nói cây mà ừ. Tức là tao biết là tuổi này nói này thì nghe hơi ngu nhưng mà cánh cây nó quấn chân tao. Ý là nó quấn hình tròn ấy chứ nó không phải là ngưỡng ấy. Ừ. Em hồi nãy em bị siết cổ nhưng mà em không biết cái đó là cái gì. Ủa hồi nãy mình lúc nãy nhảy lên đầu nó có thấy cái gì không? Thấy ở trên đầu chú em. Thằng này nó vô chi rồi. Ai trời, phải kiếm người kia đây. Thấy nghe từ một tiếng vút một cái mũi tên bay qua vai cắm vào cái cây đằng sau. Ơi mất dậy nha. Cái này không vui nha. Rồi nghe tiếng cái tiếng mà lên cung ấy, tiếng kéo dây từ phía đối diện. Mọi người cứu rồi xuống. Em có thể dùng cái xe đầu clock kéo cho bóng tên em vui phát xong em snick cho bức nó dài. Có biến mất. Mọi người thấy từ màn xương bước ra một từ hai cái bộ xương mà có cái cung và có một cái thực thể gì đấy nó đang bay ở bên trên không có chân, trông không nhìn rõ tất cả các cái khía cạnh của cơ thể, chỉ thấy là nó trắng toát. Và cái thực thể này nó thế nào nhỉ, quát tay một cái hai bộ xương kia lại tiếp tục lên cung. Hiện tại chúng ta vào một cảnh combat cinematic. Ok, canh xương. Ê chị ơi, canh này ăn kỳ lắm chị. Nhiều người, nhiều đời chặt thịt em ơi. Canh này đâu ăn thịt thì... xương à? Theo lý thuyết thì canh xương người và canh xương lợn ăn đúng nhau. Sao anh biết rồi anh? Anh ơi. Theo lý thuyết. Em thật sự suy nghĩ. Đây là cảnh combat cinematic, chúng ta sẽ dùng hệ thống icon và sẽ có cái số cần để success, số cần để fail lửa thất bại. Nghĩ đó đi. Không anh, em tính bảo là chắc là lần này em phải xài smash thôi. Chứ đâu còn cái nào để xài nữa. Ở đây history cái gì? Văn sẽ lao về phía hai bộ xương đó. Đến lúc nấm đấm lên ngồi. Chắc là em đang lật đằng sau rồi em chém nó thôi. Gần như chặt thịt vậy. À, chưa lấy khớp. Chị ơi, né em ra cho chị. Coi chuyện chẳng dính em chị. Thật lầm. Ok, mọi người cho Thiện cái kỹ năng. Nằm y chang. Em sẽ dùng smart. Em có một cái của mình nữa. Dùng snake để đánh nhau. Thật là đâm lén. Cứ chặt khớp thôi. Ui, hai con năm ít ước gì nữa lại con sao? Em đốt một ít fort để thêm một tay. Đã bảo ngày tao mà lại tao chặt chốt. Từ cái năm là hai success và từ xử lý từng cái bột nhá. Văn, từ cái phát đấm đấy. Văn đấm có vẻ là lao đến một cái bộ xương đầm nó, cái thực thể màu trắng toát kia đấy, phẩy tay một cái luồng gió lạnh hất cái cánh tay của Văn dịch sang, có vẻ là vẫn khiến cho cái bộ xương kia hơi lay động một chút mà Văn bị hất dịch ra, nhận hai strain. Đấy là sau Văn. Mộng 3 success 5 fail, quên mất actually thể. Mộng làm gì nhỉ? Em đang đặt mình trong bàn xương mặc áo choàng bóng tối, nghe ngầu quá chứ. Như biến hình. Xịn thế. Em sẽ đang kiểu quỳ bên dưới thò ra chặt khớp nó. Cứ khớp mà chặt thôi. Bốn cái đầu gối. Mà xoạch một phát vào cái đầu gối của một cái bộ xương. Và cái phần chân nó lập tức khuỵu xuống. Và nó ngã sang một bên. Các cái xương khớp tay của nó khi mà ngã xuống, rơi cũng bắt đầu lăn liển xiển phần mình. Đã có thành công không anh? Hay thất bại luôn? Vẫn có thành công. Minh làm gì? Minh cũng ra bắt chước Mộng à? Ý là đấm thẳng vô phần xương sườn của nó. Ok. Hết. Tại thành công ít quá mà đâu có mô tả được gì nữa. Đấm vẫn có hiệu quả. Và khi mà đấm vào phần xương sườn của nó xong,
cái con xương còn lại, cái phần nó dột vào, mà trong cái đà đánh của nó, cái kiếm nó rút một cái thanh kiếm ra, ném cái cung xuống, rút cái kiếm ra và chém ngang vào người của mình. Mình nhận 2 strain. Anh Văn mà cho em ăn cái strain đó trước là anh được trừ 1 cái strain đó rồi. Ai biết mô. Dở thiệt. Ông bảo vệ có làm gì không? Ông ấy lăn default 2d6, 1d6. Không biết ông làm gì, lại miêu tả sao. Ok. Ông ấy hoảng sợ. Ông ấy lôi một cái rùi cui ra. Mày này, vào nghĩa trang, mày này. Không quá hiệu quả. Cũng gọi là có một chút gì đó. Giống như mấy bà bán nước trà đá lấy dép đánh con mình quá. Ơi, cái đó hiệu quả lắm nha. Hiệu quả với con, cái đó hiệu quả với lại xương. Đào tâm lý. Và mọi người có hành động gì tiếp nữa không? Có vẻ như là hai cái bộ xương là sắp rượu dã rồi. Bọc nốt thôi ạ. Băm thôi. Nghe sai quá. Giờ chị băm hay em đấm? Giờ mày đấm đi cho đỡ tôi đi phọt. Tao lười. Ok. Mà. Mày dã nốt đi. Tí mang về hầm. Má lại năm. Ôi hôm nay em mày nhiều thứ năm. Mày biết dã xương kiểu gì không vậy? Chị ơi, em mới đấm người, em chưa đấm xương bao giờ chị. Ok, và đã thành công. Thành công là 9 trên... Nên nhiều thứ 5 quá. Kêu là trên 9. Và Văn lại nhận thêm 2 strain nữa. Mà... Em tưởng em lấy một strain từ cái attack thì ảnh sẽ được giảm effect của cái strain đi. Từ cái... Ý dụ đấy là gì? Có thể cho anh, đọc lại cho anh nữa. Văn chứng back, nào. If you take strain from anything, everyone else get increased effect against that thing for the rest of the scene. Increase effect. Ok, tăng hiệu quả thì nói chung là thành công hơn. Thành công hơn thì vẫn là đầy cái thanh success rồi. Hiện tại thì Van vẫn nhận 2 strain nữa. Và sau khi mà cái hai cái bộ xương này rệu rã và ngã sụp xuống đất cùng với những cái thanh kiếm và cung loảng liểng xiểng của nó, cái thực thể màu trắng kia nó cũng tan biến lại vào màn xương. Tan như hết rồi đúng không? Ôi mặt mày có sao không? Ôi, tao vẫn khỏe lắm, tao đập được một cái thằng xương nha. Anh là nhất anh ơi. Anh 10 điểm, chú 10 điểm. Anh 10 điểm mà. Nhưng mà vẫn phải tiếp tục đi kiếm Fay và Yuki thôi. Bọn tôi từ hướng nào đến nhỉ? Đi theo hướng đấy không nào? Ừ, chắc sẽ đi về cái hướng của tội xương mới xuất hiện. Là đi sâu hơn vào màn xương hay là đi ra? Đi, chắc đi tiếp sau này. Đi nào? Sao em cảm giác mừng rỡ thế? Ủa, sao mình đi sâu vào màn xương mà mình nó ve chị ơi? Thì mình phải đi... sâu hơn thì mình mới tìm được Yuki, tìm được Fay đúng không? Ừ, Văn sẽ là một mình... lần nữa cắt thầu ma thai, vừa đi vừa la. Yuki ơi, Fay ơi, đang đâu rồi? Đi về, hai người ơi, tìm trẻ lạc. Nhưng mà nếu thế tao vượt đi tướng này ra bạn nhỉ? Nếu đi vòng tròn ha? Hả? Chị mới đi từ đó ra? Ừ, xong tao gặp bọn mày này. Em đi từ kia ra. Ồ, vậy mà đi vòng tròn. Ừ. Vậy thì Yuki chắc cũng gần đấy. Fay thì không biết. Không phải là mình... Chắc mình quanh đây. Trong nghe các mẹ dạy cái gì mà dạy tránh ma quỷ dẫn đường là đái ra xong đổ mồm mình cái xong rồi. Chị ơi! Mẹ ai dạy chị? Chú Văn ơi! Hả? Nếu như mà lần này không tìm được Yuki với Fay thì chứ lại một lần nữa không bảo vệ được những người đồng đội của mình nhỉ? Mà lần này tận 2 người lần đó. Đúng là... Chú có thấy mình có lỗi không? Học phò cưng. Và những lúc quan trọng nhất thì nói những câu mà... Mà... Chào thế nhờ! không tụng được rồi, yêu quý lắm là lần sau về nhớ nhắc em chuyển Yuki về nhà chị, chuyển thằng Minh về nhà chưa, em không muốn nói đây nữa. Văn okay. Nói với Mộng sang, khi mà Văn vừa nói với Mộng sang quay lại về nhìn với Minh vừa mới gài sát vào nói với Văn thì Văn thấy một cái mũi tên nó bay ra, nó từ là phía đằng sau của mình, cắm ở vai của mình. Một cái mũi tên nữa bay ra cắm ở vai còn lại. Văn nó sẽ lao. Cái này quen không? Quá, từ từ rồi xuất hiện cái đây. Văn bắt đầu Văn. Và người của mình bỗng nhiên bị giật về phía sau, có vẻ như là hai cái mũi tên có dây về phía màn xương. Má sợ thiếu điều, tao muốn bắn gai đền bù về phía đó thế nhỉ? Thằng Văn sẽ lao về phía thằng Minh trước để cố giữ lại hai cái sợi dây. Mới đây, đang còn tỉnh không? Có giữ lại được không? Nó hỏi chứ lại còn tỉnh. Khi mà Văn với theo cái thân thể của Minh đã bị giật về phía sau rất mạnh và rồi vào lại màn xương rồi, Văn cố với không với được. Em đọc spell quá, em coi em có cái gì để bắn gì với đâu. Người không có spell nhàn ghê. Đây đây, em biến nó khỏi màn hình cho nó hợp cảnh. Bắn rồi. Mày thấy cái dây thừng của tao có lý chưa? Nếu mà đấy mày vẫn cứ buộc dây thừng người thằng Minh thì mình làm theo rồi. Em có một cách
để em lột cây ốc chết. Hả? Beo này. Em là ốc chết á. Kiếm một món đồ đó trên người thằng Minh, ví dụ như quần áo. Em là cái ốc chết á. Cửa sách, sáng nay mọi người chỉ ngã nhau xong. Anh hỏi đấy nhá, lúc nãy, trước khi Minh nói câu đấy nhá, thì Minh vẫn còn là con người. Sau khi Minh nói xong câu đấy, Minh mất. Nói sao Minh quy con người, sao bị đưa gọi. Sao bị đưa gọi. Tự nhiên lại dùng được. Tự nhiên Minh trở thành gánh nặng. Đấy, thế là located được. Mà Văn dùng phép đấy, đang dùng phép. Nhưng nghe thì những tiếng cười khúc khích từ phía sông bàn xương, từ khắp các phía. Cái này nó không để mới nó nghe được rồi. Mọi cũng nghe thấy. Vừa nãy tao uống ít lắm mà ta. Ơi. Rồi mày làm cái gì rồi? Tao thấy mày đứng múa bay nãy giờ mà. Em tạm thời thì em biết được phía của Minh rồi. Nhưng giọng cười cũng là giọng cười của thằng Minh. Ủa khoai, không phải giọng cười của em không anh? Chứ ai biết đâu mình cười chứ. Rồi, em lòng tí, em lòng tí thì em đam mê lên. Rồi, nó thành Canon. Chị ơi, chị có bao giờ thấy nó bị thương mà nó đứng nó cười không chị? Tao, thật ra tao nghĩ là nó cũng sẽ cười. Ừ, ao cha thì nó cũng biết cười. Trong... Văn, nhưng mà xong cái phép này, rồi cho anh một cái object gì? Mình chưa thành object. Quyển sách, rồi. Em nhớ cầu nguyện con người. Văn đặt phép lên, thấy một cái mũi tên ping hiện lên trên đầu, nó chỉ về hướng đằng sau. Ê, quay. Vãi. Tại sao nó lại đi về đằng sau? Cái dòng vậy. Hả? Đây. Quyển sách của thằng Minh tại sao làm đằng sau chứ phải làm trên người đó? Tao không biết đéo đâu được im. Phép của mày, phép của tao, tao đéo biết. Tại sao mày biết tao đợi đằng sau? Là bây giờ mày tìm cái gì? Mày tìm quyển sách của nó. Đúng, em kiếm quyển sách của nó. Rồi, thì bây giờ cứ đi lấy đi. Thiện tạm thời, thiện cắt cảnh. Phay. Phay. À, nãy giờ đi theo Minh với Văn với cái bác bảo vệ đi một hồi tự nhiên không thấy mọi người đâu nữa. Bây giờ mình đang đứng ở vị trí như nào nhỉ? Có phải đi đâu đấy bước ra khỏi cái chỗ đầm lầy lúc nãy, khỏi cái cây lúc nãy mà mình ngồi bên trên rồi. Quay đi quay lại có mỗi mình đứng đây đúng không? Anh đích vãi. Mời Yuki xuất hiện. Mời Yuki xuất hiện một cách hoành tráng nhất. Yuki cầm đầu tiên là Pei nhìn thấy có một cái bóng ở xa xa, bóng đấy trông không giống Yuki tí nào. Xong rồi là tự nhiên cậu lại gần Yuki đang cầm cái khô quay tay cậu. Yuki sờ Fay cậu. Are you real? Nhá, nếu như mô tả như vậy nha thì Fay chạy luôn. Sợ hẳn. Mình hèn. Fay quay gót chạy về phía ngược lại. Lại nghe một vài bước chân ở phía ngược lại. Ôi Fay ơi đừng sợ, đây là Yuki đây. Yuki nói thế thì Phay không nghe thấy không? Có. Ngày mai em đi câu cá, giờ cha má nó bên trên. Phay sẽ chui lên. Xung quanh này có cây rồi đấy, Phay sẽ chui lên trên đấy rồi nhìn. Chắc chắn là Yuki gì. Phay sẽ burn thêm một cái spell slot nữa. Misty step lên trên để nó biến mất. Mất hai spell vẫn không sao. Ta dùng hai spell slot. Khi mà thấy chắc chắn là Yuki ở đấy thì Fay nó kiểu ngó đầu xuống tư thế chọc cái chuối như là con dơi. Từ đợi tí, Fay Misty Step lên cây, thấy có bóng người cạnh mình. Vãi! Trời ơi, nhảy xuống. Không biết rồi. Hù. Hôm nay là hù. À Minh. Hello. Tôi đã gọi là giấy bút ra chuẩn bị viết chút rồi đấy nhưng mà. À, đây, em có cái bút này, bút của em viết nhanh hơn nè, đưa cho cái bút. Ôi, làm cái gì trên này đấy, thật hết rồi mình. Em nghĩ là leo lên cây thì mình nhìn thấy được sương mù kết thúc ở đâu, nhưng mà hình như là không thấy được. Nên em ngồi ở trên này, tại vì hồi nhỏ mẹ em dặn là nếu như mày đi lạc thì mày ngồi yên, chứ mày đừng có đi tìm người ta. Ôi, lúc anh chị, lúc em thấy chị trèo lên cây, chị thấy, không những thấy mà cái nhìn xa xôi rộng hơn, mà chị còn thấy là điểm cuối cuộc đời của mình luôn rồi. Wow! Thì ra leo lên cây mình tăng wisdom ư. Wow! Hay lắm. Nghe thì tiếng Yuki rồi. Yuki message. Dùng message nói chuyện với Yuki. Yuki ơi, nhìn lên đi Yuki. Nhìn xuống vậy, tay. Hello. Yuki cầm cái. Are you real? Vừa nãy chị mộng mà biến mất. Oh, rồi tay cũng biến mất. Yuki bị lạnh quá. Yuki bị lạnh quá, não bị đóng băng hả? Có cần mình cast fireball vô đầu bạn không? Thử xem.
mình nghĩ là người khác thì không thì có vấn đề chứ chu kỳ cũng sao đâu. Em muốn về nhà, nhớ cái giường của chú Văn. Bây giờ ở nhà hết cá rồi đúng không? Mình ăn, mình ăn rồi, thịt ngày mai, bò. Ngày mai mình đi mua thịt bò đi. Mình mua thịt bò. Đi mua thịt bò. Yeah. Cái chú bảo vệ có đi chung với Phê không? Hay là đi chung với hai người kia? Chú bảo vệ không đi chung với Phê. Rồi làm sao bây giờ, làm sao tụi mình đi ra khỏi chỗ này? Nhưng mà đây là đâu? Đây còn chắc không phải là City of the Dead nữa đâu. Em không biết, nhưng mà em nghĩ rằng là mình nên quýt khỏi chỗ này. Em thấy chỗ này nó không có hợp phong thủy lắm, mà em còn không biết phong thủy là gì. Nên, nó một đứa không biết phong thủy là gì mà còn thấy chỗ này không hợp phong thủy mà. Ok em. Đi ra, đi ra ngoài nè. Nhưng mà đi hướng nào, đi quay. Văn mới lại đâu, mà Văn mới lại mộng đâu rồi. Em nghĩ hai người đó lớn mà hai người đó tự tìm được đường ra. Ôi, chị cũng lớn mà chị tìm được đường ra quái đâu. Em tin được người quá vậy. Vậy thì vỗ vai phê, đó là vấn đề kỹ năng á. Sợ kêu ít xu gây thử hôm buổi hôm nay gây thủ chút ảnh hơi nhiều người đúng là nên đuổi nó về mọi người. Đi hay nào, mình tên Yuki sẽ tìm được đường ra mà. Wow. Mình sẽ dùng effort để cho bạn thêm một dice nếu như bạn muốn tìm được ra. Sao bạn nghĩ là mình sẽ làm được, nhưng mà ok tại vì bạn tới nghĩa trang nhiều mà. Nhưng mà chỗ này nghĩa trang có ngôi mộ hay gì trông giống giống thế không? Có gì có mộ có tom các thứ, có pit các thứ, trông nó giống như còn trong nghĩa trang không anh? Vẫn còn. Ok, mọi người cứ tin là tôi. Như kiểu là gì? Đá trước sân nhà của mình. Em sẽ đi theo bản năng. Hai effort để cho Yuki. Mời Yuki làm gì đó. Em sẽ xem nào. Đi theo bản năng. Không, có gì em cứ kiểu bảo mọi người là đừng xa xa, sau em sẽ đi trước một tí. Em sẽ đi kiểu thám thính các thứ. Sương mù đấy mày. Không có đường đâu nhỉ. Sương mù đấy mày. Chắc không. Em ở trong túi sẽ có dây thừng, mà em lấy dây thừng ra. Em anh biết cái chợ mà xe lửa không? Cái chợ xe lửa của tụi con nít á. Chồng qua người Yuki, xong rồi cầm dây, xong rồi đưa cho Faye, để Faye cầm ở đằng sau. Chuyện đó mình hỏi tí, trời hôm nay có trăng có sao gì không? Có trăng, trăng. Hiện tại thì với cái lượng sương mù mọi người chỉ thấy những ánh xoáng sáng loài loài, lúc mà mây nó không che trăng. Mình không nhìn thấy phần nào của trời đúng không? Với lượng sương mù này, hiểu cùng lắm là đến hết, nhìn được đến hết cánh tay thôi. Thế thì mình vậy, không làm gì cả. Vậy là xe lửa theo Yuki theo bản năng của mình. Vậy những, nếu mà nhìn mở mắt nhìn đi lại bị lòng vòng thì nhắm mắt đi theo trí nhớ. Cái nghĩa trang này đã đi bao nhiêu lần rồi? Yuki dẫn mọi người đi một hồi. Chắc chắn là hướng này, không phải hướng này thì sẽ là hướng này. Đi đến được một chỗ nào đấy, nhìn có vẻ như là một cái vùng nghĩa trang của người nghèo. Và đây thì có vẻ là định hướng dễ hơn một chút, là gần cái chỗ bảo vệ hơn một tẹo. Nhưng mà đến được đây, mọi người nghe thấy một vài tiếng nói to, không phải những tiếng của những người trong nhóm mọi người. Có một cái tiếng giống như là tiếng chửi, nhưng mà kiểu đang khá là giận. Nhưng lại cố nói cho nó không kiểu nói to, sao lại cố mình phải nói nhỏ. Nói nhỏ, đúng nói nhỏ được không ai nghe luôn. Ừ, kiểu mày ra sát sân xong lại nói nhỏ lại. Lại từ cái hướng, một hướng nhất định, sau lại có tiếng chửi lại. Trời phải cái em có thể chạy qua hướng đấy thật nhanh thôi, em đập một cái em không cần biết đấy là cái gì đang nói chuyện với nhau. Ok. Ba tàu xe lửa tự nhiên chạy nhanh. Mọi người biết sao bị giật lâu mình có nghe thấy nay tôi mới kêu. Ok, chạy nhanh rồi, thấy hai cái bóng ở trước, phía trước, đập đập cái bên trái bên phải. Em sẽ swing một cái như thế này. À hai, double kill. Bong bong. Người nghe tiếng ối á. Ô, ai, ôi. Rồi ngã hai tiếng ngã bịch xuống vào đất. Em sẽ con cổ đó như thế này.
từ đang xem game của Lấy. Mọi người đằng sau đã xe lửa đến hết chưa? Hai người. Xe lửa chạy sụt theo luôn. Người thấy nó nằm dưới đất, một cái giọng hơi quen một tí. Và nhìn xuống ở chỗ người đang bị Yuki gô cổ và cố gắng dãy giụa. Tôi không đáng chết đâu. Người thấy bác Dân. Ủa? Bác Dân. Lại cơ. Bố của Thiếu Úy Dũng. Bố của Thiếu Dũng. Em từ từ để cho chắc đấy là bác Dân, rồi em sẽ nhìn xong rồi em sẽ tọt tọt vào ma bác. Ai làm gì vậy? Trời ơi. Người thấy cái bóng còn lại đang lồm cồm bò dậy, đang bước lùi lùi. Em sẽ hét lên là mấy người nó chuẩn bị chạy kìa. Mình kéo lục túi xem coi có cái gì đe dọa được không. Có cái homemade tool, cái thìa muỗng, cái thủng anh cầm chĩa. Hay comment ông cái cái bóng kia cái, nếu nó nghe thấy quy xuống có phải đôn rồi. Không cần lăn, họ nghe thấy lập tức khuỵu xuống, quỳ xuống đất. Lúc này Mộng và Văn đi theo hướng của quyển sách, nghe thấy tiếng lùm xùm ở phía trước hướng mình đi. Là dù gì đó, đúng rồi này, chuẩn bị nha. Đây sẽ sẵn sàng rồi. Ok rồi ha. Thằng Văn sẵn sàng một cái cây đình bolt trên ngón tay rồi. Mà sao thấy người lạ lắm, chỉ cần thấy người lạ là nó bắn. Mọi người, ba người đang khống chế hai người kia nghe có tiếng bước chân đến phía mình. Nhẹ nghe thấy anh thấy có huyền lụa anh sẽ đi tới. Rồi anh sẽ đi tới. Mình rút vô túi lấy nguyên một cái đám tay tàn cát ném vô trước. Kiểu như là tay ném muối vô trong ma. Nhưng mà không có muối lấy cát. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Nói một câu hỏi. Câu tường. Thấy mình ném thằng Văn bắn. Muốn lăn hay là muốn trốn cái trượt tùy. Tự quyết định. Chú mà bắn chú mày là em ném vô mắt chú á. 19 dính luôn rồi. 19. 15 đam luôn. 10. Rồi sao? Rồi. Và sao mày đánh luôn rồi mày? Mày ném kế kìa với em rồi. Nó để tao. Vậy là ăn 2 strain đúng không anh? Hay 3, nửa cây máu hơn á. 3 strain. Ủa, tôi bay. Em thấy chết rồi vậy, dính người rồi. Sáng sao mày đứng lui ra. Dạ rồi. Bọn nó kìa. Ủa? Ê, gì mới bắn ai vậy? Tâm sách đập chứ. Đập vừa sách đập à? Đúng. Tức rồi. Đập ai? Đập phía Văn. Á lộn, đập chú Văn. Đúng rồi. Văn thấy cái gì nó cứ đến phía mình, cái mũi tên nó chỉ quyển sách nó như này. Thằng Minh đến đây chị ơi. Ủa? Ê! Rồi để sao con ném ché cái mặt chú? Hồi nãy bị bắn tên có sao không? Giận đánh. Tôi nhìn thấy tương lai rồi. Tôi tự nhiên khám phá cái tiên tri tương lai được, tương lai của bạn mình. Văn sẽ ngồi xuống. Sao nằm như đó vậy? Đứng lên đi. Ai nằm? Yuki hả? Mình. Yuki đang Văn sao kiểu đi ra chỗ mọi người. Ủa? Đây giữa ai đó? Đông Du. Dân là Văn. Ủa? Bác ơi, sao bác ở đây bác? Nhưng mà tại sao? À thả cụ bác tí. Cái thằng lang băm kia đâu rồi? Thằng với bác đâu rồi? Yuki thằng kia đâu? Thằng nào? Ủa? Biết đâu? Cái thằng mà lúc đấy bị một chùy vào đầu cô bác ấy. Đu. Cháu. cho chị thấy bác thôi. Cái thằng mà phây bảo quỷ ấy. Nó vẫn còn ở đó đúng không? Hay nó đi rồi anh? Nó vẫn còn đây. Nó còn đây. Nó nè. Ui. Ui. Bỏ bác ra. Bác đang chửi nó. Đây, mời bác lại chửi nó. Ui, mày, cái đồ lang băm chết dâm, đồ, mày chả làm được cái trò gì, xong bây giờ, con đợi bao nhiêu từ bắt giờ, sương mù rồi các kiểu, xong rồi ở trong đây, rồi nghe cách tiếng người hú hét rồi, xong rồi cười khúc khích, rồi cái chuyện đấy xảy ra đấy thứ hai. Ôi, từ từ,
Ông cũng bảo ông nhờ tôi còn gì đó, làm cái gì đây, đây là quá trình của nó, làm sao phải có bước 1 rồi bước A rồi đến bước B rồi đến bước B rồi mới đến bước F, hiểu không? Tất cả nó là 1, 2, 3 chứ làm sao mà tự nhiên mà ra được mấy cái necromancy rồi không hả? Từ Yuki ơi, giữ cái ai là Yuki ơi. Ừ đây có sẵn dây rồi, lấy cái dây đầu ạ. Cuối cùng là sao? Bà mộng bà đang có xem trên người mình có mũi tên không? Ở bên hồi nãy ăn hai cái mũi tên, có ở đâu không? Mũi tên gì? Cái mũi tên duy nhất mà con ăn là cái mũi tên Út Hận chú bắn vô đầu con đó. Chưa gì mình ném có một cái núm cái gì mà ông ném nguyên một cái cây đình vô thẳng vô mặt mình hả? mình bỗng nhiên sáng hơn hẳn. Mình kiểu mẹ tức ghê mà không được chửi thề. Thì đang ở thế chuẩn bị tấn công thì thấy con nên đu. Rồi thôi kệ hai đứa đi. Nào thế qua chỗ bác dân. Thế bác làm như nào nào, trói cả hai người vào như kia. Ok nhá. Cháu xin lỗi bác dân nhưng mà kiên cháu khổ quá. À, bọn cháu đúng rồi, bọn cháu. Để yên. Để cái thằng lăng băm này cho nó làm nốt rồi mấy cháu. Không sao bác ơi. Mình cứ lên đồn rồi trình bày cũng được ý. Không cháu. Này chú bác bác ấy nhìn về một cái chỗ ở gần đấy. Mọi người nhìn theo hướng ánh mắt của bác ấy thì thấy cái thi thể của Dũng. Nó còn đứng không anh? Mày quá tưởng nó đứng. Ok. Yuki đang vào tư thế chuẩn bị revive smile. Em mày nữa đứng, em tên địch cho anh dead liền luôn á. Chú đang muốn gọi chú Dũng vậy hả? Chú bác muốn nói chuyện nó với nó lần. À, con biết là bác đang rất buồn nhưng mà bác ơi, việc làm này Không, tôi không cần nghe cái khuyên bảo gì cả. Cái thằng này nó hứa là nó làm cái phép gì đấy để thằng Dũng nó quay lại được, nó nói chuyện với tôi dăm ba câu gì đấy mà. Cậu định dùng cách nào cậu lang băm? Tôi không biết tên cậu nhưng mà mấy cái gọi cậu là lang băm nên được. Thanh niên này sẽ nói một cái tên rất dài, nghe rất là tín. À, mình tên là tín, nghe là tên là tín. Rồi sao? Nói nó lại. Nó tên là tín. Tín thật. đấy phép đấy rõ ràng là nó ghi trong cái sách cổ xưa này là sách sách đấy Van Si nói chuyện với người chết đấy mà. Đấy nó hình như nó là commune onto undead. Mình đi lại xem rồi. Nói cái đấy em sợ các phép gì đấy em sẽ lấy tay em bịt nó chắc. Mình ơi, em đọc cái này coi thử đây là gì. Em có cần phải làm anh? Không, khá chắc là với cái hiểu biết học thuật của mình thì cái phép này nó có rất nhiều bước, nó không đơn giản như là một cái phép speak with dead, mà đây là một cái phép nó châu chó hơn, nó cù lần hơn, có rất nhiều bước là phải vẽ cái ritual như thế này làm thế kia, tác dụng là sẽ cũng có tác dụng chính là như speak with dead nhưng mà lật trăng sau có rất nhiều tác dụng phụ như là xuất huyết nội, nổ mạch máu não. Trong một số cái tác dụng đấy có vẻ như là dẫn đến ảnh hưởng đến cái không gian của những vong gần đó. Oh my god. Đúng không? Sách rìu đúng không anh? Sách trong viết tay. Oh my god. Cái này nhìn như là sách của tuổi thơ Miracle vậy. Đó không phải là chính thuật đâu anh. À, nên gọi anh Bảy xuống vô cổ đi tù chắc cũng được. Đã cố đến nước này rồi, cái thằng lăng băm nó còn cố thử phép trên mấy cái thi thể khác mấy hôm trước, đã cho nó thử nốt đi hôm nay với người Dũng. Bác ơi, tụi con rất muốn là bác có thể nói chuyện được với anh Dũng lần cuối nhưng mà việc này tụi con không giúp được. Tạm thời thì đây cậu đã tắt cái mày. Có thể hủy bỏ màn xương này để chúng tôi đi ra khỏi đây. Em đứng bên cạnh cái thằng đấy. Hủy đi nhá. Tôi tính thấy là tác dụng phụ là sao? Tức là nó khiến các vong xung quanh bất ổn hả? Thì chị những cũng cái nhớ gì xảy ra ngoài kia là do cái nghi lễ này. Đúng rồi. Thế thì bây giờ mày mang cái
xác cậu Dũng qua một nơi thật xa rồi làm được không? Chị ơi, đi. Nó khác. À, chị cũng biết là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, không chỉ là những vong hồn xác chết ở đâu nó cũng vậy chị. Nhưng đây là con trai bác ấy đấy, và em cậu biết. Ấy chết khi làm nhiệm vụ, bác ấy không được biết một tí gì cả. À, mà nó không có nghĩa rằng là mà bác... nó không có nghĩa là bác ấy được phép làm như vậy. Đâu có. Sao mà cứng nhắc thế nhở? Trời, du di cho người ta một tí đi làm sao? Nhưng mà làm sao chúng ta đã biết được là cậu Tín đây có thể làm thành công cái phép thuật đó? Bị xác trước bác gọi rồi đúng không bác? Bác bảo là thế nữa. Xác trước em... xác cho đến hôm qua thì gọi được rồi. Đấy, mấy hôm trước nó hơi lằng nhằng tí. Lục túi hàng lấy băm xem coi có phép nào khác không anh? Nó có mỗi quyển bí kíp đấy thôi. Em học cái quyển bí kíp mới đụng. Nhưng mà chép phép lại vô trong sao? Từ cái hôm đầu tiên bác ở đây đến cái hôm mà cậu ta gọi được một cái xác sống dậy là đã bao nhiêu lần rồi bác? Chắc là 3 hay 4 hôm gì đấy. Rồi mấy cái hôm mà không gọi được nó làm sao hả bác? Thì cứ thấy có cái ánh sáng hơi xanh xanh rồi leo lét từ đấy, có hôm thì ánh sáng tím nó cứ tỏa tỏa, bác cũng không rõ. Không rõ bằng cái gì. Sao chắc hình như là cái sương mù này không biết có phải do mình không nhỉ mày? Đầu tiên chắc thì không phải đâu, không phải đâu. Đầu tiên thì vẫn phải đi ra khỏi đây. Yuki giữ họ nha. Tôi sẽ vác xác của anh Dũng đi ra khỏi nơi này trước đây. Anh ơi, người chết thì thuộc về cõi chết. Anh mang xác cậu Dũng về mộ cậu Dũng giùm em. Tôi biết là, nhưng mà hãy để sáng mai đi. Tầm này tôi không thể chôn lại được, không thể lắp lại được. Ít nhất là hãy để cậu ấy nghỉ ngơi ở chỗ nghỉ của cậu ấy. Rồi, chính xác hơn là cậu còn nhớ chỗ cậu ấy nằm không chứ? Sương mù vẫn nặng quá, tôi không thấy đường đi gì nữa. Thầy không biết đường, tôi biết không chả. Là một người thông thạo cái chỗ nghĩa địa này. Yuki kiểu, không sao, tôi biết đường. Đây nhá, để em chỉ anh đi này. Đầu tiên là anh phải đi thẳng thông rẽ phải, không rẽ phải được phát nữa, xong rồi là đi thẳng đến cái mộ mà hình chữ thập thì anh bắt đầu rẽ trái ở cái đấy. Xong rồi là anh lại đi rẽ phải thêm một cái rồi đi thẳng thêm một lúc nữa, rồi thấy cái cây thì bắt đầu rẽ phải thêm cái nữa là đến mộ anh Dũng. Đi về mọi người ơi. Đi thẳng, rẽ phải, đi thẳng, rẽ phải. Thế đi một vòng đi. Mà thẳng này, rẽ phải này, rẽ phải này, rẽ phải này, đi thẳng này, rẽ phải, rẽ phải. Tôi nghĩ ra nên để ngày mai, chứ thầm này mà đi là tôi đi luôn ở trong đó luôn đó. Thằng Văn sẽ bê cái xác của anh Dũng. Lần này nó sẽ dùng nó lột cây một cái khác. Tôi lột cây cái tường. Thì nhất là đắp cho anh Dũng cái chiều. Thiện trả lời nghi một tí. Nghi, à không chứ, Minh đọc cái quyển bí kíp đấy. Văn cho Thiện cái gì đấy? Tôi đi à? Tờ tên. Ok. Wow, hôm nay ngày gì mà năm ngoài á. Mai đánh mới được, phải đánh thôi. Thế quyển sách này về việc học thì khá là khó để chiết lọc được ra những cái dùng được trong đấy, mà bỏ hết các cái tác dụng phụ thì rất là tốn thời gian. Nhưng mà ít nhất trong cái việc đọc này thì mình cũng biết được cách để phá hủy cái hiện tại mà đang diễn ra, những cái mà đã vẽ dưới đất các thứ rồi, có thể là tạm thời bỏ được các cái tất cả tác dụng của nó. Ôi Mr. Nhưng mà ý là sau khi nó đọc xong thì nó có biết được cái phép này nó thuộc, giờ nó chỉ nghe như thằng kêu, nó thuộc phía tốt của cái weave của magic hay là nó ở phía kiểu nó là tà thuật hay là nó là chính thuật anh? Chính với tà đâu có rành danh rõ ràng. Có chứ anh, cái này có được dạy trong trường không? Không. Không là phép thuật phạm pháp. Ok. Tranh thủ đi phá ritual nữa. Trong lúc mọi người đang rẽ phải đi thẳng, mình đã bắt đầu quá trình phá cái ritual đấy, xóa những cái thứ ở dưới đất, nhặt tất cả những cái xương ở đây, quả trứng ở kia, tí ngọc ở đây, nhặt lên, bỏ cái ritual đấy đi. Và Văn khi mà vác Dũng lên, nhìn ra phía ngoài thì thấy màn xương tan dần. Cuối cùng màn xương đã tan. Xin phép bác cho con đưa anh Dũng trở về với chỗ yên nghỉ. Thì có cách nào? Có cách bác nào để nói gì, hả? Bác chỉ muốn nói gì chuyện với nó. Tôi vẫn nghĩ là nên cho người ta nói chuyện với lại con mình một cuối, cứ để tạo điều kiện người ta một tí đi. Mình đang lâu không biết bác cũng chưa nghĩ đến đoạn là nói gì, chỉ biết là bác muốn nói. Tôi không biết là bác rất muốn nói chuyện với anh Dũng lần cuối, nhưng mà cái việc này không thể. Bác có thể nhìn thấy là vài lần trước đã thất bại về chuyện gì. Tôi cũng không biết chính xác là chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà
Mấy có nghĩ là lần này anh Dũng nó cũng sẽ thất bại như vài ba lần trước không? Thất bại. Nó có thúng rồi, vô hỏi thúng cả. Nó có thể thành công. Đúng rồi đấy. Nhưng mà nó cũng có thể thất bại đó. Nhất là một cái phép nó cần quá nhiều thứ như thế này. Con không biết mình đang kiếm cách học nó. Không biết có thể được không, nhưng mà tụi con sẽ ráng giúp bác nói chuyện được lần cuối với anh Dũng. Nhưng mà không phải ngay lúc này. 5 năm rồi, mà có nói gì với nó đâu. Tụi con sẽ cố hết sức nhanh nhất có thể để tìm được một cách nào đó cho bác nói chuyện. Đâu đó con ở đây đâu. Bà xin lỗi. Con biết là anh Dũng thì không còn ở đây, nhưng mà tụi con vẫn sẽ kiếm mọi cách nhanh nhất có thể. Ít nhất bác cho tụi con ít nhất một tuần. Con không dám chắc là con chắc chắn sẽ làm được điều đó, nhưng con sẽ cố gắng. Cậu cứ nói đi nói lại như thế, nhưng mà cậu nghĩ ra cách gì rồi? Có thì có một cách, nhưng mà hiện tại tôi không thể làm được. Cái ba câu gì? Nhọc phải ba năm nhỉ? Ba, có ba câu à? Cái ba câu gì hả? Lần gần đây nhất khi mà tôi thiền để nói chuyện với ngài về việc hôm nay sẽ mang phép gì, thì có vẻ ngài đã nói cho tôi biết là thời gian tới tôi có thể học được nó 1 năm câu được á. Ê, 5 câu được bây ơi. Xem cái phim rồi mà. Không nhớ. Không mà nhớ đếm được bao nhiêu câu. Xong xem cái phim rồi mà. Chứ hẳn nói còn kiểu mày hỏi 4 câu rồi đó, hỏi tiếp đi. Tao mới đi chết tiếp được. Nói xin lỗi chứ. Tôi đi xem phim tôi không thể coi được phim. Tôi coi cái khác. Không, em coi phim, em coi cảnh cắt phim với lại coi những cái cách người ta quay nên em không coi phim được. Ok, phải dạ. Con sẽ cố gắng nhanh nhất có thể học được cái phép đó để nhất giúp bác một cách nào đó nói chuyện được với con bác. Bác tin nó không bác? Bác tin nó thì bác để nó bê bè rồi. Chứ cháu không tin. Em không tin chị. Ông ấy chị bảo ạ. Bọn mày nói thế bọn mày tay ăn rồi thật đấy. Tụi con tốt ăn ngủi thì tụi con đâu có đứng đây chung với nhau. Cái thằng giỏi ăn ngủi thì nó đang đi lau nhà. Thằng gì đi. Chắc vậy, thế chắc vậy rồi. Chứ bọn mày cũng có cho bác làm gì bây giờ nữa đâu. Ôi, anh Văn này. Mình vẫn nghĩ là chồng lẻ nó bác luôn. Bác chỉ cần mà không tin thì thằng này sẽ đấm ngất luôn. Mời bác cho mình đi làm tiếp. Như khi ra đứng với anh Văn kìa. Em đồng ý với anh Văn. Mình lúc này lau nhà xong chưa anh? Rồi, mình xong rồi. Rồi. Yeah, lau toàn chị nè. Vậy là cảnh lúc này sẽ là chị Mộng và Phay và bác đó đứng một phía. Mình và Yuki và Văn đứng một phía để giữ cái xác. Ừ, bây giờ thì mình sẽ phải kiểu là chọn phe ai. Bây giờ bác muốn nói chuyện với lại anh Dũng thì cũng là điều bình thường thôi. Ai mà chẳng muốn nói chuyện với người mình yêu quý khi mà họ đã mất. Nhưng mà cái vấn đề là không phải là mình muốn gì, mà cái cách là mình làm gì để lấy được thứ mình muốn. Tại vì cái ranh giới giữa trở thành một người tốt và một người không tốt, nó không phải là cái điểm cuối cùng, mà là cái quá trình mà mình đi đến đó. Nên, vỗ vai bác. Nếu như bác không tìm được tu sĩ chính thống nào đó thì đợi đến khi nào chú Văn đủ thông minh, đủ spellbook thì chú Văn sẽ giúp bác nói chuyện được với anh Dũng một cách hợp pháp hơn, một cách chính thống hơn. Và như thế, không ai bị tổn thương, những linh hồn và những cái xác của những người khác, của những gia đình khác sẽ không bị đem ra làm vật thí nghiệm. Xin lỗi, xin bác thấy cái lời hứa này cảm giác xa vời quá sao? Cháu lại không nghĩ nó xa vời đến thế đâu. Tại vì nếu như mà đã là một người nào đó mình yêu thương thì là một ngày, một tuần, một tháng hay một năm chứ vẫn sẽ đợi được mà. Bác có đợi được không? Cháu nhìn vào Văn mà. Cháu có chắc là cháu sẽ giúp được bác không? Cháu sẽ cố gắng hết sức. Cháu chỉ có thể nói được. Cháu hứa. Nếu như mà chú Văn không giúp được thì cháu sẽ giúp. Cháu sẽ lục hết cái thành phố qua thời điểm này chỉ để tìm được một cuộn speed with Death. Và cháu sẽ lấy hết tiền của lâu đài ở Baldur's Gate của cháu để mua nó và giúp bác nói chuyện được với lại chú Dũng. Anh Dũng. Anh vừa có gì để cao cường quá. Cảm ơn cháu. Cảm ơn bọn cháu. Sao bác mấy hôm nay cũng phần mù quáng thật. Bác ấy bần thần đi vài bước nhìn lên trời. Những cái làn sương đã dần tan đi và cái ánh trăng lại leo lắt chiếu xuống. Bác nhìn một lúc thở dài. Để có thể giúp bác đưa Giác Dũng và Giác vài người ở chỗ kia về lại không? Bác cứ đi về đi. Còn ở đây thì để cho tụi con. Muốn,
ít nhất là ví dụ ở đây. À, vậy đã tụi con đuổi phép anh Dũng về nơi yên nghỉ rồi. Phép hay ngồi đó với anh. Còn tụi con sẽ dọn qua còn anh. Yuki, nhờ cậu cột cái tên lang băm lại đằng kia. Rồi, làm những lễ cuối cùng một lần nữa cho anh Dũng. Ok, em sẽ tạm thời nhắc cái... Như nào? Ừ, em sẽ nhét cái khăn vào cái mồm của cái thằng lăng băm kia để chắc chắn là nó sẽ không nói hoặc cast được một cái gì hết. Sau ngoài là em à đáng tin nhất nhỉ, em sẽ đưa cái dây cho chị Mộng. Trời, thằng đó lôi gì vào vậy luôn. Ai đấy nhất vậy? Ủa, Yuki ơi, hình như mày đưa lỗ qua hả mày ơi? Facebook. Đưa còn Facebook. Nhưng mà chị ấy cháu cũng... ý là chắc là nó cũng sẽ sợ chị ấy thôi mà. Đây ai cũng sợ. Ừ, ai cũng sẽ sợ. Ngồi xuống. Không cần comment, ngồi xuống. đừng cầm dây. Ok, bây giờ thì do outing. Ý miêu tả này sẽ là miêu tả ở cuối session hôm nay. Mọi người cứ miêu tả nốt những gì mình muốn làm. Thì, em làm nốt đằng kia được không? Ê, ông dân đưa mày này hả? Bao nhiêu? Mọc. Nhớ không? Ông vét kìa, ở nhà ông sao hình như được suýt soát 100 hàng với em. Bây giờ tao bảo nha, mày đưa 100 đây không tao thả mày chặt chứ không có bế mày lên đồn đấy. Thế mày thích lên đồn nhưng mày thích mất 100 đồng. Mất 100 phải thích đồn không mày lên 100 đồng. Nhưng mà thì em mất mấy câu mấy hôm có được gì, không được gì. Hay mày lên đồn, mày biết mày đào một bao nhiêu người rồi không xong đấy có bao nhiêu thằng ở nhà quý tộc. Mày còn đào nó lên. Mà mày sao, mày sao đấy mày trùng phục nhau. 60 chứ. Mày xong cái lạc này không cao rú lên bảo nó đưa mày đi luôn. Em xin lỗi 80. Chị hỏi gì em cũng phải kiểu. Thế bây giờ mày vào tuần mày có tiêu được đâu, đúng không? Như là mày đưa hết đây xong rồi mày về mày làm ăn này kiếm lại. Cứ làm như cả nhà cửa mày có 100 đồng, đưa 100 đồng đi. Dạ. Cộng 100 đồng. Bác ấy đưa có 97 rồi ạ. 100. 3 đồng là từ túi em đấy chị. Ừ, 100 nào. Đây. Trong cái lúc mà nó vừa đưa tiền em cầm tiền nhất tôi sẽ đánh ngất nó được không? Hợp lý chị ơi. Chị thả nó đi là em cho chị lên đồ quá chị. Em đánh ngất nó rồi. Mọi người ơi, thì như nó đi ngủ rồi. Tao cứ trói nó vào nhá. Tao bị mắt chị giữ nó đi. Bác Dân còn ở đây không anh? Bác Dân đang đi cùng với Yuki và anh. Đưa mang thi thể của Dũng quay lại. Dũng cũ. Thì trong lúc Yuki lễ thì Văn sẽ đưa những cái xác còn lại trở về đúng mộ của mình, có thể đúng hoặc không. Tầm này thì xui. Mình cứ xem nào từ từ. Yuki vậy rồi. Mình ơi, xem nhắc một tí. Lấy cái bảng danh sách ra bây giờ nha. Mình sẽ đánh số thứ tự mấy cái xác này 1, 2, 3, 4 này. Đấy, xong rồi là bây giờ mình sẽ viết lại là xác số 1 chôn ở cái này, xác số 2 chôn cái này. Để xong rồi là ghi một ít cái đặc điểm nhận dạng rồi đưa cho con bé Pecan để nó soát lại xem là mình đã chôn cái nào sai thì mai mình bắt bộ cái mình bắt lại. Đù bốc thêm một lần nữa. Đau nữa. Mình nhẹ nhẹ đưa tờ danh sách cho Yuki xong rồi lùi 3 bước xong kiểu. Tôi không sao, let me do it. Rồi em bắt đầu viết 1, 2, 3, 4 là giày của mấy cái xác. Em đang muốn đi nói chuyện với lại bác Dân. Cứ đi nói đi. Nhưng mà, dạ, thì thằng bên nó sẽ đi lại chỗ bác Dân. Rồi nó sẽ hỏi, có biết là hơi kỳ nhưng mà nếu như mà bác muốn nói chuyện với chú Dũng thì bác muốn nói gì với chú ý? Nói vợ ra luôn. Bác cũng không biết, không ạ. Chú chỉ biết là bác muốn nói. Thế là hỏi nó khỏe không thì lạ nhỉ. Mà thế đâu có thế giới bên kia nó vẫn nó có vui không? Bác muốn hỏi nó. Bác muốn hỏi nó còn giận bác việc bác không muốn nó vào cái ngành này không? Dù đã bảo nó là nó nguy hiểm rồi và chuyện gì đến thì cũng đến rồi. Nếu như mà bác hỏi cháu thì gia đình của cháu cũng không có muốn cháu đi tới đây đâu. Và họ cũng không liên lạc với cháu 4 năm rồi. Chỉ vì cháu không chịu nghe theo lời của họ. Và cho dù ngày mai cháu sẽ chết ở đây xa nhà cách cả ngàn dặm thì cháu cũng sẽ không bao giờ giận bố mẹ của mình đâu. Nên cháu không nghĩ là anh Dũng giận bác đâu. Cho dù là những suy nghĩ trong đầu của bác nói với bác rằng là anh Dũng giận bác nhiều như thế nào chăng nữa. Tại vì không có người con nào sinh ra giận cha mẹ của mình cả. Sau đó đâu đó tận trong đáy lòng của họ vẫn nhớ về người cha người mẹ đã nuôi lớn mình. Và điều mà anh Dũng mong muốn cho bác, cho con, cho tất cả mọi người là sẽ sống tốt hơn và nhớ đến cái chết của anh như là một sự hy sinh cao cả hơn là một sai lầm
Bác nghĩ là sau lời nói của cháu cũng có phần muốn an ủi bác, nhưng mà vẫn cảm ơn cháu, cảm ơn cháu. Bác ấy nhìn xa xăm, ngoái lại, chắc là cứ để vài ngày thì bác cũng sẽ bình tĩnh tinh thần lại hơn. Bác ấy không nói gì nữa. Bay có muốn làm gì cụ thể không? Trong giai đoạn này, trong thời gian này. Mình không muốn làm gì, chua. Vậy là trong thời gian này cứ đợi mọi người đây đúng không? Hay là về trước? Mình ngồi đợi mọi người thôi. Mình vẫn cay Dũng bởi vì là mình muốn cho bác ấy gọi là được nhìn con lần cuối Dũng đối xử thế với mình. Mình bực. Để nhìn Dũng ánh mắt xoay xét. Văn anh ơi, Văn. Dũng, Dũng là thiếu quý Dũng là nằm rồi. Dũng đi hiểu ra cái gì rồi ánh mắt nó kỹ. Sorry, nói nhầm. Xin lỗi ạ. Anh Dũng là gì sai rồi? Anh Dũng là gì sai? Mày không dạy đối chuyện với mày. Mày Văn đúng không? Vậy những người nào còn làm nốt việc trong đêm nay thì cũng sớm xong và cuối cùng là mộng đánh hết thằng đấy đúng không? Thế thôi đúng không? Okay. Đi hát xong nộp lên đồn ạ. Ok. Mọi người đã cuối ngày khi nộp nốt thằng đấy lên đồn có nói gì về bác Dân nữa không với đồn? Chắc sẽ nói nếu mà có anh Bảy ở đó thì thằng Văn mới nói thôi chứ còn người khác thì sẽ là không. Cho đơn giản là không có đi, hiện tại không gặp. Không có thì Văn sẽ không nói. Nói là thằng này đi đào xác người chết ở Nghĩa Trang, đào mộ. Ok, có aftermath thì sẽ giải quyết sau. Vì thằng này thấy mất tiền rồi vẫn không được thả thì sau về sau, nói chung là khi nó tỉnh dậy nó sẽ làm lùm xùm và nó chửi cả bác Dân, khai bác Dân ra. Nhưng mà cái đấy thì chúng ta sẽ giải quyết sau. Lúc đó tính tiếp. Và với như vậy mọi người đi về đã xong thêm được một vụ án nữa khép lại cho văn phòng thám tử Đức Sâu. Cho mỗi người, cho cái nhân vật mình, cho mọi người biết là nhân vật mình đang suy nghĩ gì thời gian này trên, có thể là trên cái xe ngựa lọc cọc giữa màn đêm đi về. Không hỏi một chút đấy, cái offer lần trước của mình là cho mình muốn Văn ám mình thì có được không? Dũng, anh ơi, Dũng không ám được. Nhớ một không? Dũng ám mình được không? Ôi dạ. Anh ơi, em đâu có đổi tên luôn. Ôi, sau đây mình hơi mất tập trung. Có... Bây vò luôn. Có muốn chính xác là Dũng không? Hay muốn Dũng thì nó liên quan đến câu chuyện hơn đúng không? Ừ, thì có thể về sau nó sẽ là Dũng. Còn bây giờ nó làm cái gì đấy trắng trắng hả? Chưa xuất hiện cái mặt lên, mình chưa biết là ai à? Chưa nghe thấy được. Bởi bây giờ Dũng đã bị ám ở trong Văn rồi ạ. Ok, thì chúng ta có thể cố bẻ nó ra là Dũng ám rồi. Somehow, for some reason. Đấy, thế thì khay ra kiểu trong cái lúc đi về đấy thì cái bị trao ma cái cảnh là một cái người không nhìn thấy được cái không được nói chuyện với con lần cuối ở đấy. Nên là sẽ bị khó chịu ấy. Thế đấy là cái hình ảnh của cái người... người chiến sĩ đấy cứ hiện lên trong đầu của mẹ của Phây, tự nhiên lại nhớ đến bài thơ Hoa Sim Tím của Hữu Lan, nếu mọi người biết trong đây sẽ có câu mình thích bài này vậy, cho phép mình đọc một tí, nó có câu là gì ạ? Đấy là bài thơ nói về không được gặp người con gái mình yêu lần cuối rồi. Bởi vì một người chiến sĩ đi ra chiến trường cùng chết ở nhà, anh ấy bị bom chết ở nhà, có câu là em ơi giây phút cuối không được nghe nhau nói, không được trông thấy nhau một lần. Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím, áo nàng màu tím hoa sim. Mình tự nhiên lại nhớ lại câu đấy mình. Và Face sẽ nhớ một cái đoạn thơ kiểu kiểu như vậy và sẽ bị xúc động. Và cái ám ảnh với cái hình ảnh nhân vật đấy suốt vài ngày sau đấy. Ok, nó cũng được. Thiện duyệt. Mọi người khác, những nhân vật này có suy nghĩ gì không? Văn sẽ nghĩ về hình ảnh mà bác Dũng hồi nãy lúc mà hồi nãy lúc dần bác quá này vật tính lây lan lây rồi lúc mà bác Dân nổi nóng lên và nó sẽ nhớ cái lời hứa của nó, bác Dân bố dụng quá mọi thứ nó bắt đầu rối. Anh đã bảo là bị ám mà ám thật đấy, ám ngoài đời luôn em. Đúng rồi, đó là những gì thằng Văn nó đang nghĩ. Nói lại cái nó sẽ nhớ về cái cảnh mà bác Dân lúc mà nổi nóng, lúc mà bác muốn gặp con bác lần cuối, với lại nó nhớ về lời hứa của nó đã hứa với bác Dân là sẽ kiếm cách để cho bác nói chuyện với anh Dũng lần cuối. Ok, còn ai muốn chia sẻ nhân vật mình nghĩ gì không? Mộng là người lườm được Văn, nếu mà Văn tự nhiên có phép đọc sĩ thấy đầu nó kiểu tràn nhan mà đéo làm được nha, khi tôi sợ này chỉ móm túi. Chị ơi, hình như em thấy chị lấy trăm đồng với chị. Em thấy một kẻ hư.
Tao cũng lừa người tốt. À, em không biết, em sẽ cố thôi. Du kỳ với mình kìa. Mình đang suy nghĩ rằng là cái di chứng của phép transmutation là từ đâu ra. Xong rồi kiểu đang suy nghĩ là chết mẹ rồi, mình lỡ chạm vô trong tà thuật rồi thì Mistra có giận mình hay không? Ngày mai có nên đi mua spell để phòng trường hợp chú Văn không học được cái spell nó chỉ với người chết hay không? Mà bây giờ nếu như học cái spell đó thì mình lại phải đào mộ chú Dũng lên nữa hả? Xong rồi lúc mà hỏi thì lỡ bác Dân có vấn đề gì, lỡ như đang hỏi xúc động khóc lên cơn đau tim rồi bố với con đoàn tụ với nhau bên thế giới bên kia. Nô! Tính sao vậy? Má, nó tính sao thế? Nó tính tới thứ này luôn rồi. Rồi xong rồi nó nghĩ là hàng gì nấy, mấy người bị đào mộ lại là mấy người mà ở trong cái nhà tang lễ, tại vì hình như hôm bữa cũng tổ chức tại cái nhà tang lễ đó mà đúng không ta? Có khi bác cái lấy ý tưởng từ những cái xác của danh sách của những cái người trong cái nhà tang lễ đó. Ôi sao bác ý nghĩ những cái thứ đắt của lờ mau vậy? Hay là cái thằng đó ở chung ngõ với mình anh mà để em nói, nên em nói tới mai á, nói nhiều, nhiều lắm cái thì không để nói lại. Mình đâu nói đâu, mình chỉ nghĩ thôi, mặt đăm chiêu. Yuki mình nghĩ là cứ để mình nói đi, mình mà tính một lúc sau rồi mình tính đến đám tang của tất cả mọi người trong những sắp tới rồi, sắp tới rồi. Yuki sẽ nghĩ là anh Văn đã làm rất là đúng, kể cả cái việc là không cho bác Dân nói chuyện với cả anh Dũng rồi, đúng tên đấy. Cái việc mà kể cả bác Dân là cha bố của anh Dũng thì cái việc mà kiểu gọi người chết dậy làm phiền người chết đối với Yuki nó vẫn là một cái gì đấy rất là kiểu không thể tha thứ được ấy. Thế nên là khi mà Yuki thấy nhất là chị Mộng và Fay đứng ra kiểu ủng hộ bác Văn ăn bác vậy em ơi, okay. cách sẽ nhớ này, anh đặt tên như vậy bố con đều bắt đầu chữ giờ em ơi. Bác Dân thì nhà đấy còn có mấy con cái tên Diệp nữa cơ, anh đặt tên cố tình hết rồi. Nên Yuki cảm thấy hơi thất vọng à? Vâng, Yuki sẽ cảm thấy kiểu phải là nổ não ấy, là nổ não kiểu wow mọi người đang ủng hộ tội phạm, nhưng mà nghĩ cho chiều hướng cảm xúc thì make sense, nhưng mà kiểu tại vì Yuki mồ côi nên Yuki kiểu bộ đôi mồ côi không biết cha mẹ. Cái bộ đôi hai đứa mồ côi, hai đứa shot fire. Nhưng mà ít nhất là Yuki vẫn có ân nhân, ân nhân của Yuki thì bay đầu trước mặt Yuki cơ, thế nên là What's speak with that? Thì nên là không speak with that. Bay đầu rồi. Nói chung là cái lúc mà Yuki nhìn thấy mọi người đang ủng hộ bác Dân làm việc thì Yuki sẽ còn nghĩ đến cái này khá là dài, kể cả về nhà rồi Yuki vẫn sẽ bận tâm đến cái này. Tự nhiên hai cái đứa nói chuyện vui vẻ, tôi vui nhất ngồi im lìm. Một đứa thì mặt suy nghĩ giống như đứa đâm chia, còn một đứa kiểu. Vì vậy, có vẻ là đám mây cuối cùng đang che mặt trăng thì cũng dần được trôi đi rồi. Bầu trời khá là quang. Và chúng ta sẽ kết thúc lại buổi chơi hôm nay của Thám Tử Nước Sâu. Một vụ án nữa đã được giải quyết. À. Mình nói mình thêm một cảnh nữa không? Ok. Có cảnh cho đại ý trước. Khi mà cái sương mù biến mất ấy, mình lên nhìn lên trên bầu trời. Mình nhìn lên trời thấy bắt đầu thấy trăng cái mây rồi. Thế nào? Mình sẽ nói mọi người là ôi, không nặng nề thật nhỉ. Thôi nhưng mà câu chuyện của những cái người ngoài thì cứ kệ người ta đi. Mình không nghĩ là chúng ta nên gọi là suy nghĩ nhiều về những vấn đề như vậy. Sao mình mọi người thấy không? Trăng hôm nay thì thật là đẹp. Thì tại sao chúng ta lại quá nhiều lần chưa có chuyện xảy ra đi. Mọi người cứ vui vẻ với nhau thôi nào. Mọi người nhìn lên trời, mọi người sẽ thấy cái chữ mà có dòng chữ viết lên trên đấy là ngày mai chúng ta sẽ đi ăn thịt bò nhẹ cùng nhau nhé. Ngày mai đi ăn thịt bò nhé. 10 chữ. Một phép subscribe. Em thì phép mua cả cảm nghĩ của em nữa. Thật ra là sau khi mà nghe Yuki nghe thấy Fay nói cái câu mà giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra ấy, Yuki sẽ cảm thấy khá là bực mình, bởi vì là kiểu mồm mả của những người đã khuất kiểu vừa mới bị đào hết lên ấy mà coi như chưa chuyện gì xảy ra. Yuki nói mình cũng rất bực mình nha. Ủa? Nhưng mà nghe câu ma thịt bò là kiểu yeah. Vô chi quá.
không không cần ý định đấm bay nữa, mày ăn thịt bò. Má, thật sự cái bộ đôi này vô chi thật sự. Nhiều lúc không biết nói gì nữa. Kiểu là, ôi buồn quá, đây là trò phép thuật. Như hai đứa nó okay. Kiểu chọc hai đứa đó xong rồi kiểu wanna see a magic trick. Xong vui. Nên nó mới make sense rằng là hồi nhỏ hai đứa này nó mới chơi với nhau đó anh. Ờ, Yuki hơi để cái thằng mà sinh để tập đến cả. Nó có lâu đài tình gái ở văn đường cái. Thế nào, mình out time một tí mình nói là về nhân vật nhá. Cái này thì Yuki sẽ không biết đâu, có thể Yuki vô tâm nhưng mà ấy, lúc Yuki bảo là người nào chết thì để người ta nằm đi ấy, thì khác gì bảo là phải nằm luôn đi. Yuki không biết cái này. Nhưng mà Faye sẽ bảo là vẫn muốn mọi người đoàn kết lại với nhau nên Faye cố nói cái câu cuối cùng như vậy thôi. Và đấy là mình thực sự mình nhập tâm mình muốn nói câu đấy. Nhân vật mình muốn nói câu đấy. Mình nghĩ là mỗi nhân vật thì đều có lý do để nói những thứ họ nói. Và có thể nhân vật khác thì chưa đủ hiểu. Nên là mọi người hoàn toàn có thể roleplay hiểu nhau hơn vòng thời gian đấy. Về mặt logistic mà chúng ta đi quá giờ chơi hôm nay thì có thể là có những người gần nghỉ ngơi, chúng ta sẽ đóng lại mọi thứ bằng cái trao XP. Ê, các bạn có thể xem thêm về phần trao XP này là lúc mà bọn mình nhận xét với nhau trong buổi chơi cũng như bàn thêm về plot của game khi các bạn tham gia Patreon hoặc hội viên YouTube của mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhá. Ô, anh tạm biệt cho YouTube cho anh. Nếu mọi người đã thích xem series này thì có thể like, subscribe, comment bên dưới để nhiều người có thể thấy được nội dung này hơn, cũng như nội dung này được recommend trên feed của bạn nhiều hơn nhé. Bạn cũng có thể vào server Discord Funky Dungeon Master để theo dõi bọn mình chơi live vào tối thứ năm hàng tuần, cũng như đọc các cái bài viết text chơi roleplay của các bạn trong campaign. Chưa hết, bạn có thể chơi các cái one shot hay là campaign trong server của rất nhiều người thích D&D và các game nhập vai khác. Hẹn bạn ở đấy nhá. Nói một chàng xịn quá. Không vấp.